Ông chủ, tính tiền. À, có liền. Dạ, của cậu một cắc ạ. Dạ. Wow, viên ngọc đẹp quá. À, vật gia bảo của nhà cậu hả? Hay là cậu mua của ai vậy? À, viên ngọc này đó hả? Ờ. À, có người tặng tôi. Tôi thấy vui mắt cho nên tôi giữ vậy thôi. Chứ tôi không biết nó có giá trị gì hay không. Đây. Đúng là đẹp thiệt ha. Cảm ơn. Dạ của ông. Dạ cảm ơn cậu. Nè bà, mà chuyện này trùng hợp ghê á. Nhà quan phủ mới báo có trộm lấy mất nhiều vàng bạc châu báu. Mà sao hắn ta lại có viên ngọc đó? Tôi cũng nghi lắm. Nhìn hắn đâu phải giàu có gì đâu, sao lại có viên ngọc đẹp vậy chứ? Đây rồi kìa. Báo quan đi. Đi. Nó kìa, bắt lấy nó. Cầm lại. Nè, đưa lại. Nè, nè. Đi, đi. Sao lại bắt tôi? Nè, tôi có làm gì đâu. Đi. Sao lại bắt tôi chứ? Nè, thả tôi ra đi. Nè. Tên kia, ngươi nói rằng viên ngọc này là của một bà lão ở trong rừng tặng cho ngươi để trả ơn nhà ngươi hay sao? Dạ bẩm quan, đúng là như vậy. Tiểu nhân không dám nói dối nửa lời. Vậy ngươi đàn bà đó làm cái gì? Dạ bà ta chỉ kiếm củi đắp đổi qua ngày. Dạ bà ta sống với một người con gái, họ ở giữa rừng ạ. Quan rừng. Trong rừng tại sao lại có một người đàn bà và một cô gái sinh sống chứ? Ngươi đang vẽ chuyện để hòng che giấu tội trộm cắp của nhà ngươi phải không? Dạ tiểu nhân không hề bị đặt. Dạ chuyện là như vậy. Bà ơi, sao bà lại ngồi đây? Nhà bà ở đâu? Nhà tôi á, ở tuốt trong rừng sâu á. Tôi đang kiếm củi, tự nhiên á, chân tôi tê nhức quá, tôi không có đi về nổi. Vậy để con vác củi về nhà cho bà nha. Cậu nói thiệt sao? Chứ nhà tôi á, ở xa lắm á. Dạ không sao, bà ở đâu con cũng sẽ đưa bà về tới nhà. Bà cứ yên tâm đi. Với lại con cũng khỏe mạnh mà, đi xa một chút có sao đâu bà. Dạ mình đi. Cảm ơn cậu nha. Đây để con dìu bà. Rồi từ từ. Cậu đi đâu mà đi qua khu rừng này? Không giấu gì bà, con có việc cũng muốn lên trấn Nam Bình. Tới đây á, chắc là chỉ mới được nửa đường tới trấn Nam Bình thôi cậu à. Vậy là cậu phải đi ngang qua làng Son rồi mới tới nơi đó. Vậy sao bà? À, tới làng Son á, cậu có dừng chân nghỉ ngơi ở đó không? Sao phải ghé làng Son nghỉ ngơi ạ? Ủa, bà biết ai ở đó sao? À không, ta chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Thì đi xa cậu cũng phải ghé đâu dừng chân để nghỉ ngơi và ăn uống một chút chứ. À dạ phải, bà nói đúng ha. Mọi chuyện cứ tùy duyên vậy. Biết đâu cậu là người ta chờ đợi từ đó tới giờ. Bà nói vậy là sao? Con không hiểu. Bà muốn nhờ cậy con gì chứ? Thì nhờ cậy cậu đưa tôi về nhà nè.
À, dạ, việc này thuận đường thôi mà, chứ còn sao để bà giữa rừng sâu một mình như vậy chứ. Ừ, cậu đúng là chàng trai tốt bụng. Có lẽ ông trời đã đưa cậu tới cho ta. Chắc đây là ý trời rồi. Bà nói gì con không hiểu gì hết. Ừ, thôi mình về nhà nha cậu. Dạ. Ừ. Thực ra đó cũng không phải là nhà, mà đó chỉ là một túp lều ở tạm ở trong rừng thôi. Lúc đó tiểu nhân còn gặp được người con gái của bà ta, nhưng mà tiểu nhân không nhìn rõ mặt, bởi vì cô gái đó lúc nào cũng cúi gặp mặt, giống như là cô đang tránh né ai đó vậy. Người đàn bà đó nói do cô ấy mặc cảm, dung mạo của cô ấy không được xinh đẹp, cho nên là cô ấy không dám gặp mặt người lạ. Sau đó người đàn bà mời tiểu nhân dùng cơm. Và khi cơm nước xong thì trời cũng đã sụp tối. Tiểu nhân sợ đi đường gặp nguy hiểm, cho nên là bà ấy đã mời tiểu nhân tá túc qua đêm. Chính vì vậy mà tới sáng hôm sau tiểu nhân mới lên đường. Và lúc trước khi chia tay, bà ta nói tiểu nhân là người tốt, cho nên đã tặng viên ngọc này cho tiểu nhân ạ. Cảm ơn bà. Vũ Trá, viên ngọc quý giá như vậy chỉ có vua quan mới có, làm sao có chuyện một người đàn bà nghèo hèn sống trong một túp lều rách nát ở giữa khu rừng mà bà ta lại có để tặng cho nhà ngươi? Mau khai thật với bổn quan, ta sẽ thương tình mà giảm tội nhẹ cho nhà ngươi. Nói mau, ngươi ăn trộm viên ngọc này ở đâu? Dạ tiểu nhân không dám nói dối, xin đại quan hãy soi xét. Xảo trá, lính đâu? Dạ, mau giải hắn vào ngục. Dạ, chờ ta tra xét rồi mang ra xử sau. Dạ. Đại quan à, tiểu nhân bị quan mà. Đại quan, tiểu nhân không có ăn cắp mà. Đại quan, xin hãy soi xét. Chắc là bị quan thiệt rồi đó. Phải đường. Viên ngọc thật là đẹp, mà hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi. À, hình như ta thấy ở dinh của quan Trượng Thư. Người đâu, mau chuẩn bị kiệu cho ta. Dạ. Mời ngài coi. Là Minh Châu. Minh Châu là
là con gái. Phu nhân à, phu nhân bị làm sao vậy? Người đâu? Mau đưa phu nhân về phòng, gọi thái y nhanh lên. Phu nhân làm sao vậy? Phu nhân tỉnh rồi sao? Vậy thì hay quá. Quan Nguyện đâu rồi ông? Cho tôi gặp ông ấy đi. Ông ta về rồi. Lúc nãy tôi cũng xúc động như mình vậy. Nhưng mà viên ngọc ấy từng là của mình, nhưng bây giờ đã thuộc về một chàng trai. Cậu ta được bà lão trả ơn vì đã giúp bà ta một vài chuyện lặt vặt. Người đàn bà ở trong rừng sao? Tôi đã nhờ người kêu cô ta tới đây rồi. Nhưng mà phu nhân có liên tưởng tới sự mất tích của đứa con gái mình không? Vì giận quá mất khôn, vì tôi đã xua đuổi nó, từ đó tới nay cũng chưa bao giờ gặp lại. Con ơi là con, có phải con còn sống và ẩn giật ở đâu đó không? Tại sao con không quay về thăm mẹ? Mẹ chờ con đến mỏi mòn. Minh Châu ơi là Minh Châu. Ta thật không hiểu nổi. Hai lần trước phu nhân mang thai rất là mạnh khỏe, mà sau lần mang thai này lại mệt mỏi như vậy. Ta không muốn nàng và quý tử của ta xảy ra chuyện gì đâu. Phu quân à, chàng đừng có nói như vậy. Thiếp sợ không sao đâu. Mà sao chàng chắc là con trai vậy? Ta có linh cảm đứa bé trong bụng là con trai. Dạ bẩm đại nhân, có một người dân chài xin ý kiến ngài. Ông ta nói là có một vật quý có thể chữa lành bệnh cho phu nhân. Vậy à, mau mời ông ta vào đây, nhanh lên. Dạ. Dạ mời vào. À, ông có vật gì để đưa cho ta? Dạ bẩm đại quan, sáng nay tiểu nhân đi kéo lưới thì bắt được một con cá, trong miệng nó có ngậm một viên ngọc này. Mà theo các bô lão trong làng, viên ngọc xanh này là báu vật của biển cả, lưu truyền nếu ai có bệnh nặng chỉ cần chà ra một ít bột pha vô nước uống sẽ khỏi ngay. Nghe nói phu nhân đang mang thai nhưng không được khỏe, nên tôi có viên ngọc này nghĩ đến bà ngay. Tôi xin dâng lên cho ngài. À, vậy à, được, à, được. Ta sẽ nhận. Ta cảm ơn người. Người đâu? Dạ. Dạ. Mau lấy bạc thưởng cho ông ta và tiễn ông ta về. Dạ. Dạ chào ngài. Mời ông theo tôi. Người hầu đâu? Dạ. Dạ ông cho gọi con. Mang viên ngọc này vào cho thái y thử. Dạ. Nè, dặn ông ta cà thành bột rồi pha với nước nóng đưa cho phu nhân uống. Nhớ cẩn thận nghe chưa? Dạ, con xin phép. Là con trai phải không phu nhân? Là con gái sao? Con ơi là con ơi, Minh Châu ơi, Minh Châu ơi. Vì không có đứa con trai như kỳ vọng, chồng ta đã ghẻ lạnh với đứa con gái út từ khi mới lọt lòng. Điều lạ lùng là cô con gái út của ta chưa hề rơi nước mắt hay cất tiếng qua từ lúc mới chào đời.
Cho đến một hôm, đứa bé chạy ra mừng đón cha mình về. Nhưng ông ấy đã hất hủi, xua đuổi, lạnh lùng bỏ đi. Đứa bé bỗng òa khóc, rồi từng giọt nước mắt của nó rơi ra, trở thành những viên ngọc màu xanh, y như viên minh châu mà trước đây ta đã uống khi mang thai. Con, đừng có khóc con. Nín đi nha. Con ha. Con. Đừng có khóc. Con à, sao vậy con? Hả? Sao vậy? Sao kể từ ngày phát hiện ra điều lạ lùng đó, con gái của ta trở nên lớn khôn và xinh đẹp hơn người. Nó lại rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, chỉ âm thầm làm chứ không đầu môi chót lưỡi như những người khác. Cha nói là đi vài ngày rồi về, vậy mà gần nửa tuần trăng rồi cũng chưa thấy cha về nữa. Chắc là cha bận việc triều chính, xong việc là cha về liền à. Sao em nói chuyện có vẻ lạnh lùng dửng dưng vậy Minh Châu? Bộ em không nhớ cha hả? Có chứ, em nhớ cha nhiều lắm. Chị thì lại không thấy như vậy. Chị thấy chẳng bao giờ em chạy tới ôm cha khi cha về. Hay là chưa bao giờ thấy em nói thương cha giống như là tụi chị. Minh Hồng, em nói thử coi em thương cha làm sao cho Minh Châu nghe đi. Em xem cha như những viên ngọc đắt giá nhất trên thế gian này. Phải vậy chứ. Còn chị á hả? Chị thương cha giống như là tất cả những vàng bạc châu báu có trên đời này. Minh Châu, còn em thì sao? Em á hả? Em thương cha như là thương muối vậy đó. Cái gì? Chị có nghe lầm không? Thương cha như muối là sao? Không, chị không có nghe lầm đâu. Em rất thương cha. Đối với em, trên thế gian này không có gì quý giá và cần thiết hơn muối. Vì vậy, dạ, cha cho gọi con. Ngồi xuống đi, cha muốn hỏi con một chuyện. Con nói rằng con thương cha như muối có đúng không? Dạ phải. Đối với con, muối là thứ vô cùng quan trọng và cần thiết. Món ngon cỡ nào mà thiếu muối cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Vì vậy, con thương cha như là thương muối vậy đó cha. Hỗn xược! Cái thứ tầm thường rẻ tiền đó mà dám so sánh với ta sao? Bao nhiêu năm ta dạy con nên người, để bây giờ con thốt ra những lời khó nghe như vậy sao hả Minh Châu? Ta quá thất vọng về con. Nếu mà còn bất kính như vậy rồi thì ta cũng không muốn nhìn mặt con nữa. Ông à, ông bớt giận đi ông. Cha. Minh Châu à, con xin lỗi cha đi con. Mẹ à, con không có làm gì sai. Con rất yêu kính cha mẹ, chứ không hề có ý bất kính. Con không thể nào nói khác được. Vì con thật sự thấy muối là thứ quý giá nhất trên thế gian này. Không có vàng thì người ta vẫn sống được, nhưng mà không có muối thì cuộc sống. Con câm miệng đi, thật là quá quắt mà. Người đâu, lôi nó ra ngoài đường cho ta. Ta không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Ta cấm. Ông à, ta cấm tất cả mọi người, không ai được mở cửa cho nó vào. Kẻ nào trái lệnh ta
ta sẽ tống cổ ra đường, ở cùng với đứa con gái hỗn xược này luôn. Mình ơi, mình đừng giận quá mà nói vậy. Mình bình tĩnh lại đi mình. Bình tĩnh lại mà nghe con nó giải thích đi mình ơi. Còn giải thích cái gì nữa? Chẳng phải mọi chuyện rõ ràng rồi hay sao? Cha, nếu như quý muối như vậy thì nó hãy thay muối luôn đi. Mình... đi, đi ra khỏi nhà ta. Mẹ, mẹ đưa con tới đây được rồi, mẹ quay vào trong nhà đi, nếu không cha lại la đó. Đây là địa chỉ nhà người quen của mẹ. Con hãy tới đó tá túc vài ngày, đợi ít bữa cha con nguôi giận, mẹ sẽ nhất định qua đó đón con về. Con ráng chờ mẹ nghe Minh Châu. Con không có sao đâu mà mẹ. Mẹ à, mẹ đừng có lo nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Con đi nha mẹ. Con à, đừng đi con à. Minh Châu, hôm nay ai nấu cơm mà khó ăn vậy? Cái món này vừa cứng vừa nhạt, nhai như là nhai rơm vậy. Ông cũng biết ngon dở nữa sao? Bà nói móc nói méo gì lạ vậy? Tại tôi thấy ông chưa bao giờ khen ngon. Những lần trước chỉ có mình tôi khen ngon, còn ông thì chẳng nói lấy một lời, dù chỉ là động viên con nhỏ. Thì tôi không có nói gì, có nghĩa là tôi khen. Mà hôm nay nhà bếp ai nấu vậy? Kêu mấy đứa nó lên đây để tôi hỏi. Tôi nấu đó. Hôm nay thức ăn nó nhạt và khó ăn như vậy là do tôi không có bỏ muối. Tôi tưởng ông không có thích muối cho nên tôi không có bỏ vô đó. Ờ vậy hả? Bây giờ ông đã hiểu Minh Châu nó thương ông như là thương muối là như thế nào chưa? Nó thương ông như muối, vì đối với nó muối là thứ cần thiết nhất. Không có ngọc ngà châu báu trong tay, ông vẫn có thể ăn ngon miệng. Còn món ăn mà thiếu muối thì còn gì là mỹ vị thế gian nữa chứ. Tình cảm nó đối với ông rất là sâu sắc đậm đà, chỉ là nó không biết dùng từ hoa mỹ để diễn tả cho ông hiểu thôi. Vậy mà ông nỡ lòng nào quát mắng đuổi xô nó đi chứ. Thôi bà đừng có khóc nữa, tôi đã hiểu con gái mình rồi. Tại tôi nóng giận quá cho nên tôi đã đối xử không tốt với con mình. À, thôi được rồi, tôi sẽ cho người tìm nó về. Ông à, ông kêu nó về thiệt hả? Vậy để tôi kêu người qua trước nó về liền. Ủa, vậy bà biết nó ở đâu sao? Tôi biết. Thế nhưng khi ta cho người đến nhà người quen để rước con gái về thì mới biết là nó không có đến đó. Ròng rã mấy tháng trời, chúng ta đã cho người đi tìm khắp chân trời góc bể, nhưng con bé vẫn bật vô âm tính. Nhưng ta vẫn tin rằng con gái của ta còn sống. Vậy phu nhân muốn gặp tiểu nhân là có ý gì? Chẳng lẽ là có liên quan tới tiểu thư đã mất tích năm xưa? Phải. Viên ngọc cậu mang bên mình giống như viên ngọc Minh Châu của con gái ta mỗi khi nó khóc. Khi nó khóc là những viên ngọc đó rơi ra. Ta muốn gặp hai mẹ con người đàn bà ở trong rừng. Bà ta đã có viên ngọc của Minh Châu thì chắc chắn có liên quan tới con gái của ta. Cậu mau dẫn đường cho ta tới đó được không? Dạ, hướng này. Là ở đây. Dạ, chào bà. Dạ, chào bà. Dạ, chào ông bà. Con ơi, mau đem nước ra mời khách đi con. Dạ. Yeah.
Minh Châu. Mẹ. Minh Châu. Cha. Đúng là con rồi. Con của mẹ. Mẹ. Cha. Tại sao lúc đó con không qua nhà người quen của mẹ ở? Con có biết là mẹ đã lo cho con như thế nào khi biết con không ở đó hay không? Thật ra lúc đó con cũng định đến, nhưng mà trên đường đi con chẳng may gặp bọn cướp. Chúng cướp hết hành lý, con tính dở trò đồi bại với con nữa, cho nên con phải bỏ chạy sang hướng khác. Vì vậy đã lạc đường vào tận rừng sâu. Trời ơi, tội nghiệp con tôi quá. Con có bị chúng làm gì không? Dạ không. Mẹ à, mẹ đừng đau lòng quá, mọi việc đã qua rồi. Lúc đó con may mắn chạy thoát nên không sao hết. Con chỉ mệt và đói nên con xỉu ngay trước ngôi nhà này. May mà mẹ nuôi phát hiện kịp, đã đưa con vào nhà và cưu mang con cho tới bây giờ. May mà con còn sống và khỏe mạnh như vậy, nếu không cha mẹ sẽ rai rứt cho đến khi nhắm mắt. Nhưng mà sao cha mẹ lại tìm được con vậy? Là nhờ viên ngọc mà cậu ấy mang theo. Nhờ nó mà chúng ta mới biết con còn sống và đang ở đây đó. Thật ra nhờ có viên ngọc mà con được gặp lại cha mẹ. Đó là viên ngọc cuối cùng con khóc mà hóa thành. Một thời gian khi ở cùng mẹ nuôi thì con không có khả năng này nữa. Mọi người đừng nhìn tôi như vậy. Tôi chỉ tặng cậu ấy để cảm ơn lòng tốt của cậu ấy thôi. Còn chuyện cha mẹ con nhìn thấy nó và tìm được đến đây là do duyên, chứ ta không làm gì cả. Minh Châu à, bây giờ con có giận cha, con ghét cha như thế nào thì cha cũng không oán trách con nữa lần. Thôi, chuyện này mình nói hoài cũng không hết. Chúng ta hãy mau đưa con gái về, rồi dọc đường mình sẽ hàn huyên tiếp. Minh Châu à, con mau chào tạm biệt mẹ nuôi rồi đi về đi con. Chúng ta cùng về nhà. Thưa cha, thưa mẹ, quả thật lúc trước con rất buồn và giận cha. Nhưng mà thời gian trôi qua, con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được ở trong khu rừng này cùng với mẹ nuôi. Ở đây tuy là không giàu có về tiền bạc nhưng mà đầy tình người. Với lại mẹ nuôi của con đã lớn tuổi, con muốn ở lại đây để chăm sóc cho người, cũng coi như là trả ơn mẹ nuôi đã cưu mang và chăm sóc cho con. Thỉnh thoảng con sẽ lên kinh thành để thăm cha mẹ. Con nói vậy là sao? Con không muốn về với cha mẹ sao con? Con có biết là cha mẹ đã nhớ thương con như thế nào không?
con. Minh Châu à, về với mẹ đi con. Về với mẹ, về ở với mẹ. Hay là như vậy đi, nếu mà không phiền thì hãy về cùng Tư Gia với ta, sống cùng gia đình ta và Minh Châu. Con bé sẽ có cơ hội chăm sóc và trả hiếu cho bà. Vợ chồng ta cũng sẽ được gần con và trả ơn cho bà nữa. Đúng rồi, bà hãy về sống với chúng tôi nha bà. Về với chúng tôi nha bà. Dạ, như vậy được đó cha mẹ. Thôi được, tôi xin thuận theo ý ông bà. Nhưng mà tôi chỉ xin ông bà căn nhà nhỏ như thế này, nếu mà không có phiền. Chứ nhà cao cửa rộng quá, tôi ở không có quen. Được, tất nhiên là được rồi. Em ăn đi. Cảm ơn chị. Ngoan lắm. Tạ ơn trời Phật đã phù hộ cho em sống mà quay về đây. Từ khi em đi, chị thấy ân hận lắm. Chị sợ em bị thương, sợ em bị đói, rồi không đủ áo ấm để mặc mỗi khi trời lạnh. Nếu không phải do chị mét với cha chuyện đó, thì cha cũng đâu có biết mà đuổi em đi. Không phải, là do chị. Nếu như mà chị không ép em nói thì đã không có chuyện gì rồi. Em đừng có buồn hai chị nha. Thiệt tình là chị cũng không có ngờ là cha nổi giận tới như vậy. Không sao đâu chị hai, chị ba. Em đâu có buồn giận gì đâu. Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Với lại nếu hai chị không nói thì sớm muộn gì cha cũng biết thôi. Mấy chị đâu có làm gì sai. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã đoàn tụ rồi sao? Em nói vậy thì chị đỡ day dứt trong lòng. Mấy năm nay không có đêm nào chị ngủ ngon, cứ nhắm mắt là nghĩ tới em. Không biết là em đang lưu lạc nơi đâu. Nghĩ tới là chị lại khóc. Kể từ hôm nay chị sẽ cố gắng bù đắp lại cho em. Dạ, cảm ơn ông bà đã tiếp đón tiểu nhân mấy ngày qua. Bây giờ đến lúc tiểu nhân cũng phải đi rồi. Khoan đã, mấy hôm nay ta quá vui mừng vì gặp lại con gái nên chưa nói lời cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ cậu mà gia đình ta mới có dịp đoàn tụ như ngày hôm nay. Cảm ơn cậu nhiều lắm. À, cậu nè, nếu không có cậu thì chúng ta đã không gặp được con gái của mình. Biết đâu là cả đời cả kiếp. Vậy mà ta cũng chưa có một lời cảm ơn tử tế nào đối với cậu. Ta cảm ơn cậu nhiều lắm. Ta sẽ ban thưởng bạc vàng cho cậu thật hậu hĩnh. Dạ, tiểu nhân có làm được gì đâu. Tiểu nhân chỉ tình cờ xuất hiện và nhìn thấy tiểu thư mà thôi. Nếu không phải tiểu nhân á, thì người khác cũng sẽ giúp ngài như vậy thôi. Vì vậy tiểu nhân xin phép được từ chối những thứ mà ngài đã ban. Cậu từ chối sao? Bây giờ như thế này, cậu thích cái gì cậu nói đi, ta sẽ ban thưởng cho. Xin phép cả nhà cho tôi được nói một câu. Được rồi, bà cứ nói đi. Cậu nói cậu không có vai trò gì trong chuyện này, ta không đồng ý. Nếu mà người khác thì họ sẽ không tử tế giúp ta mang gánh củi về nhà, và vì thế sẽ không bao giờ gặp được con gái của ta. Đó không phải do cậu và Minh Châu hữu duyên với nhau hay sao? Ý của bà có phải là... Dạ, tôi muốn
xe duyên cho cả hai. Không biết quan thượng thư và phu nhân thấy thế nào? Tôi chịu chứ. Tôi cũng mến cậu ta ngay từ buổi gặp đầu tiên. Cậu ấy rất tốt bụng, thật thà và đáng mến. Nếu cả hai người mẹ đồng ý rồi thì ta cũng không có gì để phản đối. Nhưng quan trọng là hai đứa nó thấy như thế nào thôi. Dạ, cái này tùy vào Tiểu Thư. Dạ, cô mời cha. Con mời mẹ. Thấy cha cũng mệt lắm rồi. Cái gốc cây đằng kia kìa. Dạ. Rồi. Cha ngồi xuống đây nghỉ chút đi cha ơi. Cha, dạo này á, con thấy sức khỏe cha cũng không có được tốt lắm. Hay là xong chuyến này á, cha cứ việc ở nhà đi, mọi chuyện để cho con lo hết cho. Chứ cha dầm mưa dễ nắng như vậy á, dễ đổ bệnh lắm. Cha không có sao, có con đi theo á, mọi công chuyện nặng nhọc á, con gánh vác hết rồi. Cha đi không không à, đâu có mần cái gì nặng nhọc đâu mà sinh ra đổ bệnh. À, cha ơi, hình như là có người. Cha con mình ở đó xem sao. Ông ơi, để con phụ. Con xin lỗi nãy giờ á, cha con ngồi nghỉ mệt ở đây á mà không có thấy ông ở đây. Ủa, mà một mình ông đẩy cái xe thang này về nhà? Thường thường thì có vợ tôi đi theo, nhưng bữa nay bà bệnh rồi tôi làm mình tôi. Trời ơi, ông kéo cái xe thang này á hả? Nghề của tôi mà, tôi làm cái nghề hầm thang ở đây cho nên tôi quen rồi. Ông đừng có ý y nha, cái nghề hầm thang này á nó cực nhọc và nặng nề lắm. Mà ông không có con cái gì hay sao mà ông phải nặng nhọc kéo cái xe này? Cha con tôi á cũng đi đoạn đường này nè, ông để cho con trai tôi á nó kéo ông đi một đoạn đi. Mà nhà ông ở gần đây không? Phiền các ông lắm. Dạ. Thôi để tôi kéo đi. Nhà tôi gần đây nè, cứ qua cái khu quanh này tới rồi. Dạ không sao đâu, ông để con giúp cho. Được mà. Nhìn cái bộ dạng hai cha con ông á, là cái người ở xa tới đây đó hả? Đúng rồi. Tôi á làm nghề thầy thuốc, nhưng mà có một mình tôi à. Còn thằng con trai tôi á,
nó làm công chuyện đồng án. Nó thấy tôi đi có một mình à, cho nên nó bỏ cả công chuyện để nó đi theo tôi. Coi nó vậy chứ, mà nó giỏi giang và có hiếu lắm đó ông ơi. Thôi mình đi ông ơi. Ông ăn đi. Thằng Quý nó về á, nó ăn sao mình cũng được mà. Ông, bộ nó có chuyện gì hả? Sao tôi thấy ông sao á? Tôi hỏi bà nè, bà thấy nó lớn rồi mà có nghề ngỗng gì đâu, suốt ngày cứ chơi bời liêu lỏng. Kệ nó đi ông ơi, nó đi chơi chứ có phá làng phá xóm gì đâu mà ông lo không biết nữa. Bà có biết đó là sai lầm của tôi với bà không? Mà tôi hỏi thiệt nha, có chuyện gì không? Cái về đây nè, đói bụng quá. Có cơm rồi hả? Cơm có. Ăn cơm, đói quá rồi. Nè 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 con. Dạ. Có chén đây mà. Trời, để sẵn rồi sao con lấy tô một ký vậy? Mẹ, ăn chén đâu được nhiêu cơm đâu. Sức con á là con trai, lớn rồi, phải ăn cái tô này mới đủ. Dạ. Rồi, con đủ rồi, phần cha mẹ đó. Ê, 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 con đi đâu vậy? Dạ. Sao con không ngồi để ăn cơm với cha mẹ? Mẹ, trong nhà mình á, chật chội, nóng nực lắm. Con ra ngoài hiên, ngồi ăn cho mát. Cha mẹ ăn đi. Nó ngủ rồi. Còn ông, sao ông đi ngủ đi, khuya rồi. Để mai lấy sức còn đi hầm than. Ê, còn cái hũ này. Ủa, vậy chứ hũ gì mà được đẩy kín vậy ông? Có chuyện này lâu nay tôi chưa có nói cho bà biết. Bao nhiêu năm nay á, tôi làm việc cực nhọc, tôi đã âm thầm để dành một cái hũ bạc đó. Hả? Thiệt hả ông? Chàng ơi, trời tuổi xế chiều gì mà vợ chồng mình á có một chút của ăn của để. Mừng quá. Ông à. Dạ. Tôi với ông bây giờ ăn có bao nhiêu đâu. Đấy. Cái chính á là mình để của hộ môn cho thằng con mình thằng Quý á. Thì đó, vợ chồng của mình chỉ có một mình nó là con, cho nên nó được cưng chiều hết mực. Dù cho mình nghèo khó cũng không có để cho con nó thiếu thốn một cái gì. Nhưng mà bây giờ nó đã 20 tuổi rồi mà nó chẳng biết thương cha thương mẹ chút nào. Nó chẳng biết phụ chuyện nhà chuyện cửa gì hết, chỉ biết ăn rồi chơi liêu lỏng. Ông đừng có tự trách mình nữa. Từ từ á, để rồi tôi với ông dạy con. Cái hũ bạc này nè, là cả đời của tôi để dành cho nó đó. Nhưng mà bây giờ giao cho nó thì nó đem tiền đi chơi phung phí, thì có khác nào mình giết con đâu hả bà. Bởi vậy tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi cương quyết bắt nó phải tự lập, tự nó kiếm sống thì mới được. Ông cương quyết cho nó tự lập hả ông? Sáng mai bà kêu nó vậy, tôi muốn nói chuyện với nó. Nhớ nha. Cha, mới sáng sớm cho gọi như vậy có chuyện chi vậy cha? Chưa chờ cho cha một cái còn sớm. Con lớn rồi, phải đi tìm việc làm nha. Ủa cha, tìm việc làm là sao cha? Con đâu biết làm gì đâu. Tối ngày chỉ biết ăn chơi thôi à. Cha mẹ già rồi, không có còn sức để bảo bọc con đâu. Cha, cha nói gì kỳ vậy? Con thấy cha còn khỏe lắm á, ngày nào cũng đi kéo thang được. Già đâu già. Cha nói vậy là nói gỡ đó. Xui lắm, bỏ đi cha. Cha không có nói nhiều nữa,
Từ bây giờ con phải đi ra ngoài kiếm việc làm cho cha. Nếu không kiếm được tiền thì đừng về đây. Cha, cha, cha nói gì kỳ vậy cha? Con là nói thì con không có biết làm gì hết. Với lại người nào giờ con có làm gì đâu. Cha mẹ ở nhà con không cho con làm gì hết. Giờ bắt con đi kiếm việc làm, rồi không kiếm được tiền không cho con về nhà. Mày chỉ biết ăn chơi liêu lỏng hả? Hết tiền về xin cha xin mẹ. Cha mẹ không nuông chiều con nữa. Cha nói rồi nha, từ đây con phải đi kiếm việc làm. Nếu không kiếm được việc thì đừng về đây gặp cha. Cha, cha, mẹ sao kỳ vậy mẹ? Cha con nói đúng đó. Ngay cả mẹ con bắt con đi kiếm việc làm, mẹ con y chang như cha vậy đó. Cũng biết là con không có biết làm gì hết. Mà mẹ, ra ngoài đó việc làm đâu có dễ kiếm đâu. Rồi con không mang được tiền về nhà, rồi con không được về nhà, rồi con chết đói sao mẹ? Con chết luôn cho mẹ. Nó từ nhỏ tới giờ quen được nuông chiều, biết làm việc gì để kiếm ra tiền bây giờ. Thôi, con có nói chuyện với mẹ nữa đâu. Con nè, lại đây mẹ nói nghe nè. Mẹ bắt con đi kiếm việc làm chứ gì. Trời ơi, mẹ không có thương con chút nào hết á. Con. Thôi mẹ. Mẹ. Cái này nè. Dạ. Mẹ đưa cho con. Cố gắng kiếm việc làm nha con. Dạ con biết rồi. Khi nào cần dùng lắm đó, ví dụ tới nó. Nghe chưa? Dạ con biết rồi. Nhớ nhớ kiếm việc làm nha con. Con nhớ rồi. Mẹ. Dạ mẹ. Đúng là mẹ thương con nhất. Con đi kiếm việc làm cho mẹ. Kiếm việc làm. Đi làm ăn, trời ơi cha ơi, nghĩ sao cho bắt con đi làm ăn. Ai chỉ có mẹ là thương con. Ê, 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 gì mày, mày làm gì vậy? Trời ơi, đừng có thấy sang bắt hoàng làm họ như mày. Tao kiếm mày nè. Kiếm tao chi? Hôm qua thua trận gà, mày mượn đỡ tiền của tao á. Bây giờ mày đưa cho tao đi, tao đưa cho má tao. Ý nhớ rồi, thiếu mày một đồng chứ gì. Chuyện nhỏ nè. Nghe gì không nè? Nhiều quá. Tao mà mày đã một đồng rủng rỉnh rủng rỉnh. Chuyện nhỏ một đồng đã trả mày một đồng. Cảm ơn nợ nha. Cảm ơn không có gì. Mà buồn quá, tao tính đi chơi. Đi chơi là phải có bạn đồng hành. Không biết ai kia có nhà hứng đi chơi với tao không ta? Đi. Mày khôn quá. Mà đi đâu? Đi lên tỉnh chơi. Đi. Yên tâm, tao lo hết. Vậy hả? Đi. Chào hai quý khách. Hai quý khách dùng chi? Cho hai tô cháo. Hai tô cháo? Dạ có liền. Nè, uống nước. Vô. Đã mày. Nước đây còn khác nước làng mình nữa. Ê, ăn xong rồi đó, mày tính đi đâu? Về. Cháo đây. Xin mời hai quý dùng. Về. Mày làm tuột hứng thiệt á. Lúc đi á sao tao rủ á, mày hào hứng lắm mà. Bây giờ đòi về. Thôi được rồi, ăn xong rồi về. Mày mốt có tiền đi tiếp. Yeah.
ngủ chưa mẹ? Chưa. Đừng có nói lớn, không còn thức. Dạ. Mấy hôm nay con ăn đâu? Rồi con ngủ đâu? Ở đâu? Mẹ yên tâm đi, con ăn ngon, ngủ sướng lắm. Nè, mẹ nhìn đi. Đó. Con khỏe mà mẹ. Ờ, mẹ, tiền mà mẹ cho con xài hết rồi. Sao vậy? Mẹ đã dặn con rồi, cái đó để dành khi nào cần lắm mới đem ra xài. Giờ con xài hết, mẹ làm sao nói với cha con đây? Con kiếm được việc làm chưa? Dạ chưa. Mấy nay con bận đi ăn đi chơi, con đâu kiếm việc làm đâu mẹ. Tôi chết rồi. Con. Ôi mẹ ơi, cha ra kìa mẹ. Rồi, nó còn thức mà. Một lát hả? À. Quý về đó hả mày? Dạ. Con mới về đó không? Thì cha con mới về. Ê, con này cha. Ờ, con đi mấy ngày mà cha nhận không ra con hả? Nè, cha. Con tìm được việc làm rồi. Nè, con có tiền lương nữa đó. Nè cha. Dạ, 5 đồng cha. Tiền lương có 5 đồng á. Kiếm tiền dễ ợt à cha. Dạ. Cha thích á. À, mai mốt gì con ra kiếm cho cha 5 đồng nữa. Cha, sao cha quăng nó đi? Thôi, con làm hết nhiệm vụ của con rồi. Con kiếm tiền về đưa cho cha. Bây giờ con đi tắm. Mẹ, cơm ở dưới bếp không mẹ? Đi là đi à? Cha cho con ở nhà đi cha. Đi. Cha. Tao nói đi cha, đi. Cha cho con ở nhà đi mà cha. Đi đi. Cha. Cha. Đi. Bây giờ cha đuổi con ra đường á, con lấy gì sống cha? Nè. Tao cho mày cái tiền nè. Đi đi. Khuất mắt nào. Đi. Cha. Cha đuổi con thiệt hả? Tao nói đi là đi nha. Thôi được rồi. Bây giờ trước khi đi, cha có cho con chào mẹ cái đã. Không có chào gì đó. Tao nói đi là đi mà. Đi! Đi! Thêm chút nữa được không cha? Đi là đi mà! Ê. Hey. Đúng là chợ tỉnh, cái gì cũng đắt đỏ. Đi có chút xíu mà mất hết 2 đồng rồi. Giờ còn có 2 đồng à. Thôi kệ. Dù gì dù cũng không được bạc đãi cái bụng mình. Kiếm cái gì đó ngon ngon ăn mới được. Ăn gì vô ngồi đi cậu. Cậu Dung đi chào cậu. Bà chủ, cho tôi cái thịt thơm thơm nữa đó. Với lại bình rượu. Ở đây tôi có 3 loại rượu. Loại nhất với loại ngon với loại thượng hạng. Cậu lấy loại nào? À, thượng hạng. Rồi, loại ngon ha. Đây. Rồi, chúc cậu ngon miệng nha. Quá đã. Quá. Đúng là đây sướng thiệt. Có tiền á, được đi chơi nè. Ăn uống cái gì cũng có. No rồi. Bà chủ, tính tiền. Rồi, tính tiền. Của cậu là 4 đồng. Bà chủ à, bà coi có tính lộn không? Tôi ăn có dĩa thịt với bình rượu à.
Cái gì mà tới 4 đồng lận? Tính lộn gì mà tính lộn. Ở đây cậu nội lấy rượu ngon, rồi thịt thì cũng ngon nữa. Tôi là bán rẻ nhất cái chợ này rồi đó. 4 đồng chứ không có tính lộn gì hết á. Bà chủ à, bà thông cảm cho tôi nghe. Tôi đi gấp quá, tôi còn có 2 đồng mà. Gì 2 đồng? Bà cho tôi thiếu đi, rồi dịp sau á tôi quay lại đây là tôi trả bà 2 đồng. Trời ơi, ăn uống no say cho đã rồi, không lẽ giờ tôi móc họng của cậu ra chứ? Của người ta 4 đồng mà cậu trả 2 đồng làm sao? Tôi muốn không có tiền á thì đừng có tới đây ăn nghe. Có 2 đồng này rồi tôi làm gì đây? Mà ăn muốn ăn quỵt hả? Bà con lại coi nè. Bà chủ. Nó đẹp đẽ vậy mà nó ăn quỵt của tôi nè. Bà chủ ơi, bà nó chủ ăn ơi. Giờ nó không chịu trả tiền nè. Mọi người lại coi nè, coi có được không? Nó ăn uống cái kiểu đó đó. Mày muốn không có tiền á, đừng có lại quán tôi nghe chưa? Cho tôi thiếu đi. Thôi đi đi. Giờ không có tiền mà vô ăn rẻ rồi đi đó, có chịu nổi không? Hai anh ơi, hai anh có thể cho tôi miếng nước không? Tôi khát quá. Gì hả? Này qua đây. Dạ. Cảm ơn anh. Trời ơi, khát uống từ từ đổ ra ngoài hết trơn rồi. Biết ngoài đồng ruộng gì nước hiếm lắm không? Anh cho tôi một chén nữa. Anh nữa hả? Từ từ thôi nghe. Dạ cảm ơn. Anh ơi. Hai anh có thể cho tôi miếng cơm. Hai ngày nay tôi không có gì trong bụng hết. Cái gì nữa? Với cơm này ông chủ giao cho anh em tụi tao cút hết đám ruộng này mới được ăn. Đây không có dư đâu, đi chỗ khác mà xin. Đúng rồi, người ta cho nước rồi muốn ăn nữa. Dạ cảm ơn hai anh. Nè. Dạ. Ủa mày đói lắm hả? Dạ. Nè mày ăn đi, nhưng mà với điều kiện là hồi phải phụ tao làm sạch đám cỏ này nha. Dạ cảm ơn anh. Từ từ hơn, hồi mày mắc nghẹn mày chết rồi ai làm cho tụi tao? Dạ được anh. Ăn không tôi phụ hai anh cuốc hết đám ruộng này. Mày đi xin việc làm hả? Dạ. Tao biết chứ, có chỗ này mướn người làm á. Mày chịu làm không? Dạ. Được anh. Làm cái gì không được á, miễn là có cơm ăn là tôi làm à. Thì phải có cơm ăn rồi, nhưng mày phải siêng năng nha. Bây giờ á, chủ của tao á đang cần người á phơi lúa với trẻ củi. Nếu mày chịu làm á thì chút tao dắt mày qua gặp chủ tao, chịu không? Dạ chịu. Anh giúp em nha. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn lắm. Đứng đợi tao đây một chút nha. Dạ. Anh có chắc được không? Thì để tao vô tao nói rồi nha. Anh biết rồi. Dạ thưa bà. Cái gì mà ông sao vậy? Dạ con thấy con thằng nó đi xin việc
rồi con đem nó tới gặp bà. Ừ, kêu nó vô. Dạ. Ừ. Ê, vô đây nè. Dạ, nó tới rồi bà. Dạ, nó tới rồi bà. Bà. Cái gì? Dạ, nó tới rồi. Mày né qua bên được không? Tao nhìn mày mấy năm nay tao chán lắm rồi. Cho tao nhìn người mới đi. Dạ. Dạ, con thưa bà. Ừ. Xoay vòng đi. Dạ. Tao kêu nó xoay. Chứ mày tao coi 80 vòng rồi nha. Xích qua bên được không? Mày đứng gần cái ô uế người ta liền. Dạ. Xoay vòng nữa đi. Xoay ngược lại. Vậy thôi, đứng im luôn đi. Dạ. Chóng mặt đúng không? Dạ. Ừ, thôi đừng xoay nữa. Biết leo cây không? Dạ biết bà. Biết chèo xuồng không? Dạ biết luôn bà. Biết lội sông không? Cái đó con hay làm lắm bà. Được rồi, bà sẽ nhận mày vào thân lúa. Sao ngỡ ngàng vậy? Phơi lúa nó khác xa với mấy công việc kia lắm bà. Khác xa công việc gì? Dạ, như bà nói là chèo cây, chèo xuồng, rồi không. Bơi. Mấy cái đó bà hỏi để bà biết thôi à. Tò mò đó mà. Dạ. Ừ. Bây giờ nhiệm vụ ở đây á chỉ là phơi lúa thôi. Nhưng mà nhớ nha, phơi lúa mà trở trời một cái là đem lúa vô liền. Không có được để nó bị úng, nó mà úng là biết tài bà biết chưa? Dạ, con biết rồi bà. Ừ, rồi thời gian phân lúa á, thì rảnh rang á, thì vô chẻ củi. Sau đó mà chẻ củi mà dư thời gian nữa, cứ đi kiếm việc gì, thấy việc gì có thì làm. Đừng có ở không, bà không có thích ở không. Dạ, con làm được bà. Ừ, vậy rồi, bà nhận nó đó, đưa nó đi ra ngoài nhà kho bỏ quan đó, cho nó ở tạm đó đi, là bao ăn bao ở. Một ngày á, thì bà sẽ cho con 2 chén gạo. Đó là tiền công của con. Được không? Dạ con cảm ơn bà. Ừ, vậy thì khi nào á mà cần tiền công cứ tới gặp bà, bà gom bà đưa cho một lần ha. Dạ bà ơi. Con làm được nhiều gạo, cái con đổi bà cho con lấy bạc nghe. Ừ được chứ, miễn xiên là được hết. Dạ vậy thì con đi làm liền nha bà. Ừ thích thì đi làm được liền là làm. Dạ. Rồi, dẫn nó ra cất đồ đi cho nó đi làm liền, nhớ không? Dạ, xin phép bà. Ừ. Dạ, con cảm ơn bà. Ừ. Trời đất ơi, bay ăn dày rồi sức đâu làm việc hả bay? Không sao bà chủ, ăn là ngon lắm rồi. Trời đất ơi. Còn á. Đây 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 đây, lấy nó giọng lên đây. Dạ. 2, 3, rồi hết chưa? Chưa hết, vậy uống nước thì nó hết á. Sao, thấy hết chưa? Dạ hết rồi. Đó, vậy là hết đó. Dạ. Bà chủ biết không, tới đây bà cho con ăn vậy là ngon lắm rồi. Bà cứ yên tâm, con sẽ làm tốt công việc bà giao. Ừ, bà để ý bà biết. Nói chung là chịu khó siêng năng, vậy là giỏi lắm rồi. Dạ. Nhưng mà bà thắc mắc cái chuyện này. Ừ, sao tự nhiên á, lúc mà lãnh tiền công rồi á, không giữ lại mình xài cái gì mình xài,
tự nhiên lãnh tiền công xong rồi gửi ngược lại bà hết trơn rồi, lấy tiền đâu con xài? Dạ lấy tiền chi bà, ở nhà bà con đâu có xài gì đâu. Con để dành tiền đó rồi để chừng nào mà được nhiều á con đem về con đưa cho cha mẹ con. Chứ con nói thật với bà, con đi lâu quá rồi, chắc là cha mẹ con ở nhà trông con dữ lắm. Tội nghiệp quá. Bà có sao không? Dạ. Con cứ làm tiếp đi. Dạ. Cha mẹ ơi. Hả? Cha mẹ. Có gì vậy kìa ông? Cháu ơi. Con. Vậy mẹ. Con về đó hả? Thưa cha. Đấy, ngon ngon. Đây con. Cha, cha khỏe không cha? Mẹ khỏe không mẹ? Dạ thưa cha, con nghe lời cha, con đi kiếm việc làm, con làm công cho người ta đó cha. Dạ. Cha ơi, đây là tiền công của con, chính tay con làm ra đó cha. Cha ơi, con mẹ. Cha ơi, cha làm gì vậy cha? Cha. Ơ, à, cha. Cha ơi, cha làm gì vậy cha? Cha ơi. Mẹ, mẹ cẩn thận. Khiêu 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 con. Dạ. Con ơi, có chừng phòng của con. Dạ, đây nè mẹ ơi. Đâu, đâu, đâu. Ông ơi, sao mà ông ác vậy, ông làm gì, phóng tay con sao? Phóng tay con. Con sao đâu mẹ? Phóng tay. Lửa. Cha. Thiệt tình á, với ông già này nè, phóng tay con hết trơn rồi đây nè. Cha. Cha. Tại sao cha làm như vậy? Cha có biết đây là những đồng tiền con phải cực khổ lắm con mới làm ra nó không cha? Con phải đi làm công cho nhà người ta hơn 3 tháng trời. Con trẻ củi, con phơi lúa cho người ta, đổi lấy một ngày 2 chén gạo. Con dành dụm, con dành dụm được số tiền này đem về cho cha mẹ. Sao cha nỡ quăng nó vô bếp lò hả cha? Cha có biết đồng tiền mồ hôi công sức có làm ra quý lắm không cha? Trời, thời gian qua con rất hối hận vì có ham chơi. Con có giúp được gì cho cha mẹ? Cha tin con đã làm được cực khổ để kiếm ra những đồng tiền này. Vì có làm cực nhọc á, người ta mới biết quý những đồng tiền mình làm ra. Cha, cha nói đúng. Khi làm việc cực nhọc thì con mới hiểu được công lao của cha mẹ cực khổ nuôi con tới ngày hôm nay. Bà, đi lấy cho tôi. Nếu con làm biếng mà chỉ biết ham chơi thì dù cha có cho con 100 hũ bạc này cũng không đủ cho con. Cái hũ bạc mà tiêu không bao giờ hết á phải là chính là hai bàn tay con làm ra. Hũ bạc này là cả đời cha mẹ dành dụm cho con. Con nhận đi. Cha. Cha tin con vậy cha. Cha tin con mà. Con cảm ơn cha mẹ. Thấy nhà bác được không anh? Được cả. Sống vui thế giới bên kia. Mọi người có thấy thằng bán rau đâu không? Nó mất tiêu rồi kìa. Đâu gì rồi? Sao? Chuyện gì vậy? Chị gì vậy chị? Tại mất
tao đây nè. Tức quá mà. Trời đất ơi, hôm qua hả, tôi mua nó nửa cân đậu nè, mà tôi về tôi cân lại hả, ba lạng. Hỏi coi, đứt không chứ, mất tiêu rồi. Bực quá mà. Trời đất ơi, ăn gan bán lận tôi vậy mà. Mọi người thấy nó đâu không? Chỉ giùm tôi đi. Chị ơi, cái thằng bán rau nó về quê lấy vợ rồi. Chẳng gì nghĩ luôn, nó không lên ở đâu. Nó quê đâu, biết không? Chỉ với tôi đi. Tôi mà biết nó hả, tôi bầm, xé nó ra cho mà coi rồi nha. Buôn gian bán lận mà. Ghét dễ sợ nha. Coi bình tĩnh đi chị. Mua nhang vậy, đốt không lông đi. Muốn nội không hả? Cháu ơi, cứ bình tĩnh đi. Thời buổi khó khăn mà, buôn gian bán lận là chuyện thường thôi. Nhưng mà không phải ai cũng vậy đâu. Chú nghĩ đi nè, sao không tức được chứ hả? Mỗi ngày tôi đều mua ra tới này nè, thành mối quen mới ruột rồi. Vậy mà hắn còn buôn gian bán lận tôi hết lần này tới lần khác. Tôi nói vậy mọi người có hiểu không? Hiểu chưa? Mọi người có hiểu tôi đang nói gì không? Nhưng bà con ơi, mình biết là buôn gian bán lận vậy á, thì mình đừng có mua nó nữa. Nhưng mà chú nói cho con biết, mấy người mà buôn bán gian lận ấy, sau này nó không có giàu đâu. Chị ơi, chị đừng có qua đũa cá nắm chị ơi. Ở đây tụi tôi buôn bán đàng hoàng chắc phát lắm, chứ không phải giống như thằng bán rau đâu. Buôn bán lộn xộn như thế không? Giờ nó trốn luôn rồi đó. Bực bội quá à. Mấy mốt mà tôi không thèm ghé chợ này nữa đâu. Tôi đi chợ quyện tôi mua. Ở đây ai cần thiếu có người, chứ không phải ai cũng bán thiếu đâu cô ơi. Đúng rồi, đâu phải ai cũng bán thiếu đâu mà nói vậy. Thì sao hồi nãy có ta đây không nói. Cái ngon nè. Đúng rồi. Cái hả? Nhẹ quá vậy. Chú Bảy, công nhận nghe, chú Bảy về già rồi mà khỏe ghê. Con gà 3kg mà chú Bảy cứ là nhẹ. Vậy gà này 3kg hả? Dạ. Mày giỡn rồi Bảy. Gà về mà 3kg, nhẹ hiệu rồi 3kg. Con bán gà cho chú Bảy bao lâu rồi? Chú Bảy không tin vậy. 3kg. Mày không tin thấy không? Mày không tin để tao cân cho mày thấy. À. Dạ đúng rồi chú Bảy, cân đi. 3kg rõ ràng là con cân 3kg. Để tao cân, mày nói nhiều quá. Rồi mày móc cho dạ. Tao đi. Nghe kỹ nha. Bèn đỏ 1kg 2 kỳ kỳ vậy chú Bảy. Kỳ cái gì? Con cân là 3kg. Giờ mày không tin thấy không? Chú Bảy cân lại một lần nữa đi chú Bảy. Mày không tin mày cân đi. Chú kỹ nha. Mày phải cầm vậy nè, thọt tay vô đây. Nè, đó 1kg 2 thấy không? Phải 1kg 2 không? Kỳ vậy trời. Rõ ràng là con cân ở nhà là 3kg. Ở nhà mày cân bằng cái gì? Thì con cân bằng tay. Bằng tay thì làm sao mà chính xác bằng cái cân, trời ơi. Chú Bảy, con nói cho Bảy nghe. Con bán gà lâu rồi. Con nuôi nó, con biết. Con cân bằng tay, con bỏ lên là con biết nó bao nhiêu ký á. Nhưng mà giờ cái cân nó nói 1kg 2 thì tao biết là 1kg 2. Còn mình nếu mày không có tin á thì thôi mày đem về đi. Kiếm chỗ nào 3kg đó bán cho ta. Chú Bảy kỳ quá. Con cân 3kg. Chú Bảy 1kg 2 con không có bán. Vậy cái ý mày muốn nói tao ăn gian phải không? Con không có nói mà con không có bán. Đi chỗ khác đi. Thằng bực mình. Anh mua gà không? Chắc thịt lắm á. Tao mua tao cúng ông nội nè hả? Không ấy ông lấy gà về ông làm thịt đi. Rồi mua nhang của tôi nè. Rồi tự ông cúng ông luôn đi. Mua nhang tế tôi hả? Không, mày mới là không. Chú Bảy. Đi chỗ khác kiếm chỗ nào 3kg bán người ta. Để đây tôi buôn bán ông ơi. Còn bán
cái hai. Mày bán cho rồi nãy giờ mất công quá. Tôi đây. Mày sao mà mày đó tao mới mua chứ. Chứ khác là tao cho đi luôn rồi đó. Chú mày, hồi bán gà ế nhớ mua nhang về cúng. Đập mày bây giờ. Chú không hiểu. Biết là mua nhang về đúng không Long? Ủa, trở lại chợ đầy nữa hả? Hết giận rồi hả? Cũng tính lên chạy huyện mà mua cọng rau con gà lên chợ huyện xa mỏi chân quá, chú hiểu không? Hiểu cái này hiểu nè. Mua gà hả? Mua gà. Nuôi lúa. Thôi được rồi, chú hiểu không? Giờ bán sao? Để cân đàng hoàng. Cân đi. Ơi, buôn bán phải đầu ra đó. Ba ký hai giác thấy không? Ba ký hai cái này tấm đen là ba ký rưỡi không ta? Đó, thôi được rồi, ba ký hai được rồi. Ba ký hai hả? Nhiêu tiền? Thay vì 7.5 hào, nhưng mà cẩn thận bán để làm quen đấy, 7 hào thôi. 7 hào hả? Nè 7 hào nè, tôi trả chú nó, chú hiểu không? Rồi. Có tiền là hiểu liền. Rồi, chú nói nhiều quá à. Tôi đi về tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn, tôi hiểu không? Làm gì cười hoài vậy? Bà biết không, sáng mơ tôi mua con gà thôi. Một tôi lời 2 đầu bà. Này gì, bà biết cái cân thiên ngân chứ gì? Cái cán cân nó trống phải không? Tôi đổ thiên ngân vô đó. Tôi muốn đầu nào nặng là nặng, đầu nào nhẹ là nhẹ. Như thế tôi mới lời được 2 đầu. Bà ơi bà. Cái điệu này nè, không ai chốc chứ vợ chồng mình phát tài quá. Chồng tôi không ngờ là chồng tôi giỏi thiệt là giỏi. Giỏi thiệt là giỏi á. Nhưng mà tôi nói nha, mai mốt á là mình á là buôn bán kiểu đó ha, mình để cho bà con người ta tin á là mình phải thề độc người ta mới tin. Ông thề nè, tôi nói cho mọi người biết nghe chưa, vợ chồng tôi hả mà buôn gan bán lận đó thì nửa sau này cái vợ chồng tôi hả là coi là tuyệt tôn tuyệt tử luôn. Thì nói vậy người ta mới tin mình mới buôn bán được chứ, chứ làm gì có chuyện đó. Hiểu không? Hiểu. Cứ dạy cho tôi đi. Bởi vì tôi lấy ông á, lúc trước tôi hối hận lắm. Nhưng mà bây giờ tôi hết hối hận rồi. Bà ơi bà. Ơi. Chính bây giờ tôi thấy bà đếm tiền tôi mới hối hận. Hối hận lấy tôi hả? Tại sao mình lại ở nhà này? Chứ lẽ ra ngoài đường mà ở à? Theo cái điệu này, cái đà này đó, vợ chồng mình sau này sẽ có cái nhà. Ý ông nói là vợ chồng mình xây nhà ngói ba gian chứ gì? Ơi, mạng sống của tôi, hơi thở của tôi, tương lai của đời tôi, ôi, hạnh phúc của tôi. Các con. Dạ. Học xong chưa? Dạ chưa. Con. Dạ. Sao viết chữ xấu quá vậy? Rèn chữ lại đi kìa. Nè, đói bụng chưa? Dạ chưa. Chưa là phải rồi, bởi vì chưa tới giờ ăn cơm mà, đúng không? Dạ. Học giỏi, học ngoan nghe chưa? Dạ. Rồi các con muốn cái gì á, mẹ thưởng cho các con cái đó, hiểu không? Dạ. Thôi bây giờ học đi. Nè, cha mẹ nói chuyện gì á thì nói, không có tò mò nghe, ha? Dạ. Ông à. Ai cha. Hey, ai biểu ông mua cái rương vậy? Bắt chước tôi phải không?
Nặng nặng. Tôi đâu có biết bà muốn có rương này hồi nào đâu mà tôi bắt trước. Nhưng mà lớn hơn cái rương tôi nhiều quá vậy. Gấp 3 lần đó. Ông hả? Buồn quá. Sao bà buồn? Tiền. Tiền là bà buồn. Tiền nhiều quá buồn. Tôi nói thiệt đó chứ không phải tôi nói giỡn đâu. Nhà mình hả bây giờ hả? Tiền quá rồi, không có chỗ để. Trời ơi, đi nát cả cái chợ luôn vậy đó. Mà tìm được có cái rương này là lớn nhất thôi à. Mà không đủ để đựng tiền. Thành ra nó buồn là vậy đó. Vậy là buồn hả? Bà ơi. Bà ông ơi, tôi thấy vậy nè. Thấy bây giờ tiền bạc mình á, ăn mòn đời nó cũng còn. Thôi bây giờ mình nghỉ đi, đừng có buôn bán nữa, mệt quá à. Thôi, tiền đang vô bà nghỉ. Bà nên tham mệt. Trời ơi. Vậy mà hồi đó bà kêu tôi làm cái cân á, càng lời nhiều là càng tốt. Nè. Vậy thì tôi để tôi. Ba cái chuyện gian lận nó nhỏ nhỏ thôi, còn nó nghe. Bà nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Người ta thắc mắc, người ta nói cái cân là không đúng. Bà thề. Trời ơi, bà thề đó. Nhiều khi tôi sợ đó. Đi đó nghèo khổ mới thề bậy. Bây giờ ông tính đi, nhà mình á là giàu nhất cả cái làng cái xã này rồi. Bây giờ tiền bạc quá rồi, mình già rồi, mình nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già đi. Với lại ông thấy đó, mình có hai thằng con trai, đứa nào cũng thông minh khôi ngô kháo khỉnh. Muốn cái gì nữa, tôi thấy như vậy là đủ lắm rồi, đúng không? Em đọc bạn nào cũng có lý. Ừ. Thôi đọc đi, để viết. Cảm ơn nha. Dạ, không có chi hết đó chị. Chị biết làm sao không? Chồng em ảnh làm ở Kinh Thành đó, cho nên em nói một tiếng thôi, ảnh gửi người mua về cho em liền. Em làm như vậy thiệt ra tôi ngại quá à. Ôi, chị thiệt có gì đâu mà ngại. Trời ơi, cái tình nghĩa hàng xóm gia láng giềng với nhau, mình yêu thương nhau, mình chăm sóc nhau, có gì đâu mà chị ngại. Bị tôi thấy đào nó quý quá đó mà làm cho tôi nhớ lại chuyện là... hồi xưa phải không? Chị tính nhắc chuyện hồi xưa phải không? Thôi chị ơi, cái hồi xưa đó nó xưa lắm rồi. Nó đã ngủ rồi, chị để nó ngủ luôn đi chị ha. Chị đừng có quánh thức nó dậy làm gì. Trời ơi, nó thức dậy nó quậy. Với cả em nói thiệt với chị, bây giờ á em coi chị thiệt còn hơn chị ruột của em. Tại chị biết sao không, gia đình chị ăn ở phước đức quá mà. Trời ơi, ta nói bây giờ cả làng, cả xóm mình ai cũng ngưỡng mộ gia đình chị hết trơn á. Mà em là ngưỡng mộ chị nhất nè. Ta nói bán rau thôi mà giàu nhé. Tức là mình làm cái công chuyện nó lương thiện đó. Chị bán rau là một cái công việc rất là lương thiện. Cái đức của chị nó tích dần nó dày quá đó. Bởi vậy mới giàu lên cỡ này. Uống nước dạ. Nghỉ giọng chút xíu đi à. Chị, hồi xưa mình túng thiếu, qua xin bà ta một quả trứng, bà ta hách mà không cho. Bây giờ mày đã thấy mình xe bắt hoàng làm họ. Chị ơi, chị. Chị liếc ai vậy? Chị liếc cái gì mà chị liếc dữ vậy, muốn lọt con ngươi ra luôn á. Đâu có. Có chừng cắt cái mắt. Dạ. Là chẳng qua là có một cục bụi. Một cục bụi nó bay vào trong mắt. Thành ra phải liếc qua, liếc lại, liếc lại qua, liếc lại kìa. Để cho bụi nó văng ra khỏi đó mà. Chị khiêm tốn quá, chị nói sao chứ em thấy nhà chị sạch quá chừng mà. Vậy mà mới có bụi đó. Dạ. Ê, trời ơi, nhắc tới bụi em mới nhớ nha chị. Vụ gì? Chị biết bà Lượm ở cuối làng mình không? Lượm? Dạ. Lượm nào ta? Bà Lượm bán muối đó. À, bà Lượm bán muối. Ủa, dạ. Dính líu gì cái chữ bụi? Trời ơi, bà đi bán muối rồi. Thì đúng rồi, thì bà là bán muối, bà phải đi bán muối chứ. Là đi bụi đó, đi bụi. Là sao? Bà đi bụi là bà đi lang thang ở trển. Lang thang ở trển? Là chết rồi đó hả? Ủa, cái chuyện này chuyện kiên kỵ, tự nhiên chị nói. Ôi, nhưng mà tôi mới gặp bà đây mà. Dạ đúng rồi, bà mới hôm qua đó bị sét đánh. Sét đánh xong đi bụi mất tiêu luôn. Ủa sao vậy? Chuyện mắc cười lắm chị. Chuyện buồn, em liệu nữa. Bà bán muối cho người ta mà bà trộn cát vô để mà cân cho nặng hơn. Trời ơi, mà người ta đâu có ngu đâu chị, người ta biết liền chứ. Bởi vậy người ta lại người ta mắng vốn bà. Bà không có nhận lỗi. Bà cãi người ta. Đã vậy bà còn thề độc nữa. Bà thề bà nói tôi mà nói sai
cho ông trời hả cho xét xuống hả xét đánh chết luôn đi. Đó, bà thề vậy đó. Tôi nói bà thề hôm trước hôm sau bà đi ra chợ. Trời ơi, đang đi giữa đường tự nhiên trời mưa. Bà sợ bà nhột liền, bà mới kiếm chỗ để mà bà trốn. Bà mới trốn xuống dưới cái gốc cây. Ai dè đâu xét đánh trúng cái gốc cây, xét lửa qua bà, nướng bà cháy đen thui y như là củ khoai lang cháy. Dễ sợ chưa? Ông lấy cân lên đi, lấy lên đi. Sao vậy? Đào sâu xuống một chút nữa cho chắc ăn. Đào gì chứ, lấp được cái cân rồi. Ông à, ông hả? Có chắc chắn là chỗ này ổn không? Trời ơi, tôi đã dò la chỗ này là mấy ngày rồi, không có ai dám bén mảng tới đây hết. Bà thấy ban ngày cũng lạnh như sống rồi, thấy chưa? Ai dám tới? Ông à, ông nữa. Cái gì bà cứ nói đi chứ mà. Đêm qua tôi ngủ không có được. Sao hả? Thế mà tôi chợp mắt á là tôi nằm mơ thấy toàn ác mộng không à. Thấy cái gì? Tôi thấy tùm lum tùm la hết á, thấy dễ sợ ghê lắm. Rồi đã vậy á, mấy ngày hôm nay á, mắt phải của tôi bị giật. Mà người ta nói á, mắt mà mắt xui á là nam tả nữ hữu, nữ là bên phải đó. Mà bị giật. Ê ông ơi, ông ơi. Dạ. Nó bị giật nè. Nè nè, em thấy nó giật không? Thôi bà ơi, tôi tưởng tôi nam tả nữ hữu mà mắt giật thì xui giật khi đó. Dẹp đi. Nè nè, tôi giật bà nữa chưa? Rồi đây sắp tới bà đừng có trao vui chứ nó bà thám tới bên nhà nữa chưa? Miệng lưỡi của bà không lường trước được đâu. Không có đâu, nhưng mà lần này bà Tám mới nói thiệt mà. Tôi đã mò qua nhà bên bà lượm rồi. Đúng á là bà bị sét đánh hả? Cháy đen như là củ khoai khét. Sì. Cứ nói bà chị xui hết hồn không à? Bà đừng có nói mấy cái chuyện đó nữa. Xong chưa ông? Đó bà thấy ai? Có ai biết được chỗ này mình? Đó mình thuộc cái cảnh không? Đi. Ừ. Bà có đem gạo lên cúng chùa chưa? Tôi đem lên chùa rồi, cúng dường cũng xong hết rồi. Tôi tính ngày mai đó đi bố thí cho người nghèo ở làng trên. Bà chuẩn bị đi, ngày mai tôi đi với bà. Em đi vô này. Vân Nghĩa à, vô ăn cơm luôn con ơi. Vô ăn cơm nè. Trời ơi, sao mà rượt em vậy? Em đứng yên vô này à. Thôi. Đứng yên vô này á. Trời ơi, sao giỡn hoài vậy, không thấy mệt hay sao? Dạ không. Ăn cơm đi. Trời ơi, cậu mới đói rồi, con chơi tới mai cũng được nữa. Chơi tới mốt nữa. Thôi nè, trời ơi. Tôi không biết nó là người ta hay khỉ mà nó giỡn hoài, không biết mệt, chứ biết. Nè ăn cơm đi nè. Dạ. Tay tay tay. Trời ơi. Tay. Ôi trời ơi, chơi chết rồi. Tay ơi, cái bình gỗ của tôi. Thôi ông à. Con lỡ làm bể rồi. Bể bình này á mình mua bình khác. Dạ đúng rồi đó cha. Hừ quá. Dạ. Hai đứa đi qua xin lỗi cha đi. Dạ. Đi. Trời. Cha ơi, con xin lỗi cha. Mai mốt con dám làm như vậy nữa. Còn có bình nào nữa đâu mà quậy mà phá. Thôi dạ. Mà thôi, ăn cơm đi. Ăn cơm. Đi. Nè, ăn đi. Cha ăn cơm mà mẹ ăn thôi, cơm. Thôi, đừng có tiếc nữa mà. Mà cha ăn cơm mà mẹ ăn cơm. Để một lát tôi dẹp cho. Lại ăn cơm đi. Thôi, bỏ nước. Thank you.
loạn xạ. Từ trước giờ tôi trị cho nhiều bệnh nhân, chưa thấy bệnh nhân nào như cậu này. Thật lạ lùng quá. Thầy, thầy là thầy giỏi nhất ở làng này mà. Bệnh nào thầy chữa cũng hết mà. Không lẽ bệnh cô tôi thầy? Bao nhiêu tiền? Thầy nói đi, bao nhiêu tiền vợ chồng tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra, miễn sao là cứu được thằng con trai của tôi thôi thầy. Thầy nói đi, bao nhiêu tiền hả thầy? Xin thưa với hai ông bà, từ trước giờ tôi vẫn lấy câu lương y như từ mẫu làm trọng, khắc cốt ghi tâm. Nhưng với trường hợp của cậu nhà, hiện tại chưa có phương thuốc nào được điều trị được, phải có một thời gian nhất định để theo dõi. Tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Con ơi, con có sao không? Thầy ơi, con tôi nó ho rồi thầy ơi. Con ơi, con ơi, đừng làm cho mẹ sợ. Con ơi, con à, thầy ơi, con tôi sao vậy thầy? Thầy ơi, con ơi, con ơi, con ngân à, ngân à, thầy ơi, con tôi nó ho ra máu thầy ơi, ngân à, con tôi nó ho ra máu rồi thầy ơi, ngân ơi. Con tôi sao rồi thầy? Con ơi, con của ông bà đã chết rồi. Dương! Dương ơi! Dạ. Rồi, cảm ơn. Giang ơi, Giang vừa thơm vừa ghẻ đây. Ngon lắm chị ơi, nên là chị chị coi thử. Đâu rồi? Có ai nói cho tôi biết là ông Bảy đâu không? Hỏi thì phải hỏi đúng người, người ta mới trả lời. Hỏi trống quên trống quất gì? Ai mà trả lời? Anh bán nhang. Bán gà đâu rồi anh? Mày không hay tin gì sao? Ông bà nghỉ bán lâu rồi. Đang làm ăn khấm khá sao nghỉ bán? Kỳ cục vậy. Hai đứa con ổng mới vừa chết, không biết cớ sự sao. Mày nghĩ đi, ông bà còn tâm trí hơi sức đâu nữa mà bán. Vậy gà của tôi bán cho ai? Bán cho ai cái chuyện của mày? Bà sao kỳ vậy? Con chết thì nghỉ một hai ngày thôi, sao nghỉ luôn? Nghỉ vậy tôi chết theo sao? Mày chết hả? Chết thì mày sẵn mày mua nhang về tự mày thắp cho mày đi. Đi chỗ khác chơi đi. Sáng sớm gặp cái thằng gì không? Vô duyên đúng không? Đúng. Mày cũng vô duyên á. Đi chỗ khác cho ta bán đi. Tự nhiên lại đây khóc lóc à. Gà ơi, Tao chỉ với mày sống sao đây? Sáng sớm gặp ông nội khùng, tự nhiên ôm hai gà anh ngồi nói chuyện rồi khóc. Bà ráng ngồi dậy uống miếng thuốc đi bà. Bà cứ vậy hoài thì làm sao mà hết bệnh được. Mẹ nhớ hai con nhiều lắm Nhân Nghĩa ơi. Ráng uống miếng thuốc đi bà, cho nó hết mau hết bệnh. Tôi không uống. Ông đem thuốc đi, tôi không uống đâu. Tôi chỉ muốn chết theo hai đứa con của mình thôi. Tôi không uống. Bà buồn như vậy hoài, con nó cũng đâu có sống lại đâu. Bà làm như tôi không nhớ, không thương con nữa. Tôi làm gì nên tội? Các con của tôi làm gì nên tội? Mà nếu tôi có tội lỗi
thì ông trời bắt tội tôi đi. Ông trời cho tôi chết đi. Hai đứa con của tôi làm gì nên tội mà tại sao ông trời cướp con của tôi vậy hả chứ? Tất cả cũng tại tôi. Tại tôi buôn gian bán lận, mà cũng tại bà. Tại sao bà bắt tôi phải thề như vậy? Trời ơi, không ngờ lời thầy ấy nó linh thiêng như vậy. Trời ơi, mẹ hại các con rồi, các con ơi. Cha bắt được là chết với cha ra chưa? Cha ơi! Cha ơi! Chính rồi! Tôi không hiểu. Hai người ăn ở thất đức, làm chuyện lọc lừa, trời đất đều không dung. Hai đứa nhỏ đó thực chất là hai con quỷ sứ do Ngọc Hoàng sai xuống để trừng phạt ngươi. Sau này nó lớn lên, nó sẽ làm cho ngươi khuynh gia bại sản. Nhưng nay thấy ngươi biết ăn năn hối lỗi, Ngọc Hoàng ra lệnh cho chúng về trời quy nạp. Cái chết của chúng cũng là vì nguyên do này thôi. Ráng tu tâm tích đức, làm việc nhân nghĩa, thì trái đắng cũng có ngày sinh quả ngọt, để cậy nhờ về sau. Ông sao vậy? Sao đâu? Thôi, không sao đâu. Ngủ lại đi ông. Hôm nay á, tôi có dở theo nấm xôi nè. Vợ chồng mình ăn đi ông. Ông nữa tôi nữa. Ông ơi, tôi đói quá. Làm ơn cho tôi miếng cơm ông ơi. Tôi đói quá ông ơi.
Dạ, đội ơn ông, đội ơn ông. Nè, Mi biết trước vợ chồng mình lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay á, thì tôi đã để dành một ít nữ trang rồi. Cũng tại ông. Ủa, anh không nữa. Của đó là của Giang, của Lận. Tôi cúng chùa hết rồi. Mong trời Phật phù hộ cho vợ chồng mình có sức khỏe. Mình làm ăn đàng hoàng lại từ đầu. Từ khi được thần linh báo mộng, vợ chồng ông Bảy không còn thương khóc con nữa. Ông bà quyết chí làm ăn ngay thẳng và cố gắng làm nhiều việc thiện. Chẳng bao lâu sau, cuộc sống trở nên khấm khá hơn và bà Bảy lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa trẻ hiền lành, văn hay, chữ tốt. Khi lớn lên học hành đỗ đạt, hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng ông Bảy được sống vui vẻ, thảnh thơi trong cảnh già. Coi nữa chứ, rước thằng này về nhà ắt sau này sẽ được nhờ. Đâu đúng là không uổng công ta đem và ngươi về nuôi dưỡng cho nó nên dốc nên hình. Ngươi hiểu ý ta còn hơn là con vợ lùng của ta nữa. Wow, dịch cổ lùng đó mà nó hiểu được ý ta như ngươi thì đỡ biết mấy. Ủa, bà chủ quán,
Chủ quán đâu rồi? Sao không đem con gà ra đây cho tôi? Dạ dạ. Trời ơi, có con gà không luộc cũng lâu nữa. Dạ có liền. Trời ơi, ông ăn mày đi chỗ khác đi, ngồi trên hình trước cửa quán ta, sao ta bán bu được? Đi đi. Dạ dạ, em xin lỗi nha. Tại vì á bữa nay quán đông quá à, biết sao bữa nay có ông á, xong tự nhiên quán đông quá trời, có mình là phục vụ không có được. Bà hiểu gì là được rồi, con gà ngon nhất của quán đó. Ủa mà bà rất hiểu ý tôi nha, con gà tôi chỉ ăn cái khúc đuôi nè chứ không ăn khúc đầu đó. Hiểu quá, thôi mời ngày dùng nha. Cứ để tôi tự nhiên. Dạ dạ. Wow. Quá thơm. Đúng ngon. Không có con gà nào ngon bằng con gà này. Ơi, sao ăn tới đây rồi no quá. Ơi. Ê, 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 ê. Ông già ăn mày đứng lại. Hả? Sao bỏ đi vậy? Đứng lên bỏ đi vậy hả? Sao không trả tiền cho người ta? Lão đâu có ăn cái gì đâu mà phải trả tiền. À trời ơi, làm bộ hoài à. Ông bước vô đây ông ngồi từ nãy đến giờ một buổi luôn. Ông ngồi, ông hít hết đồ ăn trong quán của người ta. Hít hơi con gà này, hít cái bao nhiêu mùi thơm trong quán ông hít hết của người ta. Vậy mà nói ông ăn hả? Hả? Ông hít hết mùi vậy, cách của tôi còn mùi đâu mà hửi hả? Sao lại có cái lý lẽ này ở trên đời được ha? Ngộ quá à, sao không có? Có tiền là có lý lẽ à. Bây giờ làm sao? Ông không trả tiền phải không? Không trả tiền á là tôi kêu người tới gông cổ ông, bắt lên quan rồi nha. Cô chủ quán ơi, đừng có bắt lão cô ơi. Lão chỉ là một ông lão ăn mày nghèo khổ, cơm không có ăn, lấy tiền đâu mà trả cho bà chủ quán. Cái chuyện đó là chuyện của ông. Ông vô đây ông hít hết mùi đồ ăn của ông ta, ông phải trả tiền chứ. Bây giờ có trả không? 1, 2, 3, tôi kéo đầu lên quan rồi nha. Bà ơi, bà tha cho tôi đi bà ơi. Nè ông lão kia, ông ăn hết đồ ăn ở chủ quán này, ông phải trả tiền. Đúng. Không trả là không được đâu. Đúng rồi đó. Trời ơi. Ai vậy? Người của ta rồi. Trời ơi, người của ông á. Biết điều ghê gì đó. Bây giờ ông đứng lên đi, tôi sẽ giúp ông. Ông phải nghe lời tôi nha. Rồi sao, có tiền không? Nè lão kia, bây giờ mà ngươi nói ngươi không có tiền là không được. Ngươi khai hết đi, ngươi đã có bao nhiêu tiền trong người? Lão chỉ có 2 đồng lẻ này thôi hả? Trời đất ơi, nghĩ sao? Trời đất ơi, có hai đồng mà sao trả được tiền của ông ta? Mấy người tới đây làm chứng cho tôi nè. Nè, mấy người. Chuyện gì? Mấy người có thấy là ông này ông ngồi cả buổi không? Hả? Ông ngồi, ông ăn hết mấy con gà luôn. À không, ông hít hết mấy con gà luôn đúng không? Hít hơi gà này, cộng với lại đồ ăn sơn hào hải vị trong quán tôi. Ông hít bên này, ông hít bên kia, hết mùi đồ ăn ngon. Khách của tôi đâu còn mùi để ngửi. Cộng với 7 cân rượu, cộng với nhiều thứ đồ ăn khác nữa. Tôi tính rẻ là 20 đồng. Lão chỉ có 2 đồng rồi làm sao mà trả được đây? Trời ơi, nghĩ sao có 2 đồng vậy? 2 đồng làm sao trả? Bây giờ tôi đưa ông lên quan ráng chịu rồi nha. Rẻ quá đúng không? Có 20 đồng, rẻ quá đúng không? Rẻ quá mà. Nếu tính như lời bà chủ đây, thì ông ta đang quá nhiều, mà trả có 20 đồng thì quá rẻ đúng không? Đúng rồi đó, người của ông được quá. Và tất cả mọi người đây cũng đã nhìn thấy, lão ta chỉ ngửi thôi, chứ chưa có đưa vào miệng. Có phải như vậy không? Ngửi hết mùi đồ ăn đúng không? Ngửi đúng không? Đó, ngửi hết. Vậy bây giờ, xin mời bà chủ bước lại gần ông lão để ông ta trả tiền. Trời ơi, hay quá, cảm ơn nha. Người của ông được quá rồi, trả tiền đi. Ông lão nè, bây giờ, ông hãy lắc cái này lên 10 lần cho bà ta nghe rõ. Ông làm đi. Bà chủ.
Có phải là bà đã nghe rõ tiếng lắc 10 lần của hai đồng xu không? Nghe quá trời mà không thấy tiền đâu. Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Ông ta trả rồi, không thiếu một xu. Đâu thấy gì đâu hả? Lúc nãy bà chủ nói ông ta đã ngửi hết đồ ăn của bà chủ với giá 20 đồng. Đúng rồi. Bây giờ ông ta lắc 10 lần của hai đồng, như vậy là trả hết, đúng không mọi người? Đúng rồi. Người ta chỉ được ngửi mà đâu có được ăn. Còn bà bây giờ được nghe lắc tiền thì đâu được nhận tiền. Nói vậy không? Có gì đâu mà đúng hả? Người của ông đó vậy hay quá ha. Mấy người này a vua quá đi. A vua gì? Đúng rồi, còn gì nữa mà a vua. Con bỏ đi, dạ tan đi, nhanh ra đi. Lão, đa tạ cậu đã cứu giúp cho lão. Nếu không có cậu, chắc lão già này chỉ có con đường chết mà thôi. Không có gì đâu mà lão phải cảm ơn như vậy. Tại vì con thấy chị bất bình nên ra tay thôi. Đa tạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau khi bị giết công làm bẻ mặt ở quán ăn, bá họ hậm hực trong lòng, tìm kế vu oan cho anh là cái ăn cắp, rồi đuổi đi khỏi nhà mà không trả một đồng nào. Tiếng xấu đột xa, cả dân làng ai gặp Thiết Công cũng xì xầm to nhỏ, nhìn anh với ánh mắt kinh khi dè biểu. Không ai hơi làm, Thiết Công quyết định rời xa ngôi làng để tìm đến một nơi khác mà kiếm sống. Có biết một mình trong rừng này nguy hiểm lắm không? Đi đâu nói anh, hai anh hộ tống cho. Tôi đi chợ, mấy anh tránh đường. Chợ gì? Đâu? Mấy anh làm cái gì vậy? Nè, cô em có biết là cô em đẹp như vậy mà đi trong rừng gì nguy hiểm lắm đó. Để em đưa cô em đi nè, đi. Để anh nha. Đi. Đi gì đâu? Tôi cái gì? Có la. Không có ai đâu mà la. Đúng rồi đó. Các người là thanh niên trai tráng, tại sao dám ăn hiếp cô gái yếu đuối với ban ngày ban mặt như vậy? Ê, mày là ai vậy thằng hủi thế gớm? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Chán sống hả mày? Đúng, ta chán sống rồi đây. Từ nhỏ tới lớn, ai gặp ta cũng phải xa lánh ta, nên ta buồn, ta chán. Bởi vì ta mắc bệnh từ nhỏ rồi. Mày bệnh hả? Làm như tao không bệnh vậy? Từ nhỏ lớn tao bệnh cảm ho, nhức đầu sổ mũi, bệnh suốt. Mày bệnh gì? Ghẻ lỡ. Bình thường. Bình thường. Tao nói cho các người biết, mỗi năm tao phải thay da một lần. Chỉ cần người ta đến gần tao thôi, không cần phải đụng vô người tao cũng đã bị lây bệnh. Tụi bay ngon đến gần tao đi. Bệnh một mình bệnh buộc lắm, bệnh chung cho nó vui. Quỳnh ơi, ghê quá. Đến gần tao đi. Nè, mày đừng có lấy cái gớm biết đó nghe, mày hù tao nghe, tao có sợ mày đâu đó. Không sợ hả mày? Quỳnh ơi, để còn muốn sống lắm, để đi trước nha. Nhát quá. Mày ngon. Nè, mày ngon. Không có hù nha. Nè, sao? Tao nói cho mày biết, tao không có sợ mày đâu đó. Mày coi chừng tao đó, tao sẽ coi chừng mày. Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi. Công ơn của anh không biết bao giờ tôi đền đáp á. Có gì đâu, cô đừng quá bận tâm. Mà cô là con gái một thân một mình như vậy, ra đường một mình nguy hiểm lắm biết không? Anh thiệt là tốt bụng, nhưng mà không may lại bị bệnh như vậy. Anh có tìm cách để mà chữa trị bệnh của anh chưa? Bộ cô tưởng tôi mắc bệnh thiệt hả? Không phải đâu, tôi làm như vậy để đánh lừa bọn chúng thôi. Tôi làm vậy đó vì để không tốn công chiến đấu với bọn chúng, và để giúp cô thoát khỏi nguy hiểm nữa. Như vậy mà anh cũng nghĩ ra được nữa hả? Anh thì là thông minh á. Hình như cô không phải là người xứ này. Cô có thể cho tôi biết tao danh quý tánh của cô được không? Dạ, tôi là người làng bên, cha tôi là thầy đồ, nhà tôi á thì giáp với là làng này, mà tôi cũng không ra ngoài đường đâu, cho nên là anh cũng biết mặt. Hôm nay vì cha tôi cần thuốc cho nên là tôi mới qua đây đó. Hèn chi tôi thấy cách cư xử của cô nhã nhặn thanh tao lắm. Thì ra cô là con của thầy đồ à. Anh quá khen tôi rồi. Tôi cũng là con gái bình thường thôi, ngày ngày nấu ăn may vá đọc sách và chăm sóc cho cha tôi. Ủa, anh là người ở làng này sao? Thật ra tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ,
và gặp chuyện không may, cho nên tôi phải sống cảnh không nhà không cửa như vậy. Tôi cũng định qua làng bên kiếm việc làm để mưu sinh qua ngày. Nếu như mà anh đã có ý định như vậy á, thì tạm thời anh cứ qua nhà tôi đi. Tôi sẽ nói lại với cha tôi để mà đền đáp công ơn anh đã cứu tôi. Tôi nghĩ là cha tôi sẽ đồng ý. Cảm ơn đồng tốt của cô. Đê đầu tư cố hương. Hiên sao xuân đến, hoa mai nở. Gian đường thu lại lá vàng rơi. Câu đối hay lắm. Dạ thưa thầy, thầy quá khen con rồi. Con chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Ta thấy con là người ham học, lại thông minh bẩm sinh. Ta muốn nhận con làm học trò. Thầy nói thiệt không thầy? Thầy ơi, thầy không gạt con chứ? Con cảm ơn thầy. Con đội ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Thiết công tư chất thông minh, lại được thầy đồ tận tình chỉ bảo, chẳng bao lâu đã có kiến thức sâu rộng. Thầy đồ quý mến thiết công nên đã gả Ngọc Dung cho anh. Thiết công hết sức vui mừng. Gia đình ba người sống độc ấm. Chưa được bao lâu thì thầy đồ trở nên bệnh nặng và qua đời. Chàng những lớp học, nối nghiệp thầy đồ bỏ đầu con trẻ. Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu thiết công đã nức tiếng cả một vùng. Tin tới tay bá hộ, hắn quyết định lặn lội tìm tới tận nơi để tận một sở thị. Bây giờ các trò bỏ viết xuống và đọc theo thầy. Nhân chi sơ, nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính bổn thiện, tính tương cận, tính tương cận, tập tương viễn, tập tương viễn. Các trò giỏi lắm. Bài học hôm nay của chúng ta hết rồi. Bây giờ các trò về nhà cố gắng làm bài tập và viết chữ đẹp cho thầy nhé. Dạ. Bây giờ các trò có thể về. Chúng con kính chào thầy ạ. Không thể, không thể như thế được. Chàng mệt không? Chàng uống miếng trà đi. Cơm canh thép đã nấu xong rồi. Khi nào chàng đói, thích dọn lên cho chàng dùng. Để ta vào trong ta phụ cùng với nàng nha. Cốc ghẻ mà ăn thịt thiên nga. Còn mình, Phượng Hoàng, mà ăn nhầm thịt của con vịt bầu, xấu xí, tham lam à. Tao không để cho chúng mày hạnh phúc đâu. Tao sẽ tìm cách hại chúng mày. Hãy đợi đấy. Ta nói nó có ở nhà chứ nó không đi đâu hết á. Thiết công, thì ra nó ở nhà đây chứ đâu. Thiết công, thiết công, ta muốn nói chuyện với ngươi. Các trò, hôm nay thầy cho các trò về sớm đó. Để đi, chân dân ở đây nó chỉ chào thầy nó thôi à. Vậy mà cũng là không cho đó. Đây, giới thiệu cho
cho ngươi biết đây là quân sư của ta. Ngươi muốn nói gì nói chuyện với nó, ta không nói chuyện tay đôi với ngươi nữa. Nói đi, rồi có gì nó nói cho ta biết. Sao quân sư mà gọi là nó? Tao quên. Ta xin thay mặt cho ông bá hộ đến đây muốn gặp cậu, muốn cậu nhận một lời thách đố của ông bá hộ. Đúng. Thách đố à? Ừ. Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng. Làm sao nó dám? Cậu là người thông minh, ở đây ông bá hộ là người giàu có và có thế lực. Nếu như cậu không nhận lời thách đố của ông ta thì hậu quả như thế nào thì chắc cậu cũng hiểu rồi đó. Nó hiểu chứ. Ta nói cho cậu biết, ông ta đã lén cho người lấy cắp chiếc khăn tay của vợ cậu nhằm dựng chuyện gian díu, hãm hại thanh danh của cậu. Nếu cậu không nhận lời thì hậu quả thật là khó lường đó nghe. Còn nếu như cậu được thì cậu sẽ có được danh dự của mình và có được cả gia tài của ông ta nữa. Cậu cứ yên tâm, ở đây mọi chuyện có ta làm chứng. Ta nhắm nó có chịu không mà ngươi làm chứng? Chắc chắn là phải chịu. Ta sẽ làm một bản khế ước, cả hai cùng điểm chỉ trong đó. Được. Lời thách đố là như thế nào? Nói cho nó biết. Cầu đố như thế này: vào những năm giặc xâm lược nước ta, dân tình khốn khổ, rút vào tận rừng sâu mà sinh sống, thiếu gạo, nhà vua mới cho người sang nước láng giềng mua một loại hạt đậu. Mà loại hạt đậu này to đến mức mà khi nấu lên một hạt thì 100 người ăn vẫn không hết. Câu hỏi này có bộ hơi khó. Hãy cho ta thời gian, ngày mai ta sẽ trả lời. Ngày mai à? Như vậy thì ngươi đã đồng ý thách đố. Vậy thì ta sẽ làm một bản khế ước cho cả hai cùng điểm chỉ nghe. Ta lớn, ta điểm chỉ trước cho. Dạ mời ông. Mời ngươi. Cậu thông minh lắm. Ta đi thôi. Quá thông minh á. Dạ mời ông. Chàng uống miếng trà đi. Cảm ơn nè. Quan vô đây đi, con nói quan mà nó ở trong này chứ không đâu hết đó. Vợ chồng nó ở trong này nè. Tụi bay đè lên. Quan qua coi chừng cái cầu này nó sập nha quan. Đi cẩn thận đó quan ơi. Vô đây, Linh, vô theo tao. Khỏi thoát được tụi con. Nó ở đây rồi. Tụi bay vô bắt nó, đem về quỷ đường công đầu nó. Đè lên. Tụi bay nghe lời tao, bắt vợ chồng thằng này về quỷ đường công đầu đó. Sao? Ở đây ngươi là quan hay ta là quan? Dạ, bẩm quan là quan, còn con là con. Lấy ghế của quan. Dạ, lấy ghế. Dạ, đi quan, ghế này quan. Tránh ra. Dạ. Đúng theo lời hẹn, lý ra bữa nay hai vợ chồng nhà ngươi phải lên phủ quan để trả lời câu hỏi cuối cùng giải đáp của bá hộ. Dạ. Nhưng tại sao vì lẽ gì mà hai nhà ngươi không đến? Dạ bẩm quan, không phải là hai vợ chồng con thất hẹn, mà chẳng qua là sáng nay hai vợ chồng con phải qua bên làng bên làm một việc rất quan trọng mà. Nó nói dối của quan, coi chừng nó gạt quan á. Bấy đâu, công đầu hai chồng nó cho tao. Ở đây ta là quan hay ngươi là quan? Dạ quan là quan mà. Dạ bẩm quan, chuyện là như vậy. Sáng nay bên làng bên có một cái chảo rất lớn, nó lớn bằng ngôi nhà. Chính vì vậy vợ chồng hạ thần qua bên đó cùng phụ với dân làng khiêng nó về. Cái gì? Cái chảo mà to bằng ngôi nhà? Dốc. Dạ có thưa quan. Nếu không có cái chảo to bằng ngôi nhà thì làm sao mà nấu được hạt đậu bự mà cả trăm người ăn như lời bá hộ đã nói. Có đúng như vậy không? Dạ, dạ bá hộ. Dạ, 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 dạ thưa, dạ.
Dạ. Dạ, 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 dạ thưa, dạ, dạ, dạ. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Như đã giao ước, vợ chồng Thiết Công đã trả lời được câu đố mà Bá Hộ đã đưa ra. Lý ra nhà ngươi phải giao hết tất cả tài sản cho vợ chồng Thiết Công. Dạ. Đồng thời nhà ngươi phải xin lỗi và trả lại danh dự cho vợ chồng người ta. Cảm ơn quan huyện đã minh quan xét xử công bằng cho vợ chồng con. Nay mọi việc đã sáng tỏ, vợ chồng con không dám nhận tài sản của Bá Hộ đâu. Chỉ mong quan huyện thực hiện lời yêu cầu của con thôi, là mong sao Bá Hộ sống đàng hoàng tử tế, không làm hại tới người dân vô tội nữa. Nếu Thiết Công đã có ý nguyện như vậy thì ta sẽ chấp thuận cho nhà ngươi. Từ nay nhà ngươi có thể an tâm tiếp tục sự nghiệp gõ đầu con trẻ và sống hạnh phúc bên người vợ của mình. Đa tạ quan huyện. Riêng phần Bá Hộ. Dạ, có Bá Hộ. Người sống hay gieo bão, lại có thói ganh ghét những người hiền. Nay ta phạt đánh 30 heo. Dạ quan. Để làm gương cho người đời và kẻ khác. Dạ tha cho con quan ơi, tội nghiệp con mà quan. Trời ơi, quan ơi, quan lấy giùm tôi cái gậy coi. Quan ơi, tha cho con quan ơi là quan. Quan ơi, quan ơi. Quan ơi. Kể từ hôm đó, Bá Hộ đi đến đâu cũng bị người chê kẻ cười. Ngay cả trẻ con trong làng cũng khinh thường Bá Hộ. Bá Hộ xấu hổ và không dám nhìn mặt ai nữa. Về phần Thiết Công, ở hiên thì gặp lành, khoa thi lại đến. Thiết Công đã đổ đạt bản vàng, vinh quy bái tổ, cùng Ngọc Dung sống cuộc đời sung túc và hạnh phúc. Cháu tôi làm nghề chài lưới, thành thử cũng phải rày đây mai đó đặng kiếm sống. Nói nào ngay, lúc này ở trên thượng nguồn cá về nhiều lắm, nên chú cháu tôi cứ mê mà bắt miết rồi cái ham quá cái quên đường về luôn. Không sao, đi làm ăn mà, cứ đi bắt cá cũng được. Mà nghe bà con ở đây cũng đồn nói trên đó nhiều lắm, làm ăn được lắm. Anh về mà kể bà con khoái theo anh lên đó làm luôn. Chắc em cũng đi theo lên đó nấu đồ ăn cho anh ăn. Vậy thì còn gì băng. Dạ. Nói nào ngay á, chú cháu tôi quê hương ở đây mà. Dạ. Đi xa thành thử cũng nhớ bà con lối xóm. Ngặt cái nghề của mình đó là cứ phải phiêu bạt giang hồ miết rồi thành thử nhiều khi muốn về mà cũng cứ về đi. Nhớ bà con đây thôi hả? Dạ, với lại cũng nhớ năm nữa. Anh vừa mới nói câu gì?
Dạ. Nhớ nhớ năm nữa hả? Dạ. Dạ. Ủa quên nữa, quên. Đi nãy giờ rồi thằng cháu đâu? Thằng Trương Chi á hả? Trương Chi đâu? Kìa. Kìa con. Ở dưới ghe kìa. Ừ kìa nó. Chi lên lên đây thím rồi, lên nhà thím. Nó. Sao vậy? Nó vậy á, suốt ngày nó cứ rú rú dưới ghe không hả? Kêu nó làm chi? Nó không chịu lên bờ đâu, mắc công. Tù túng lắm, nó vậy nó khó chịu. Kêu nó lên nhà chơi. Để ở đây vô trong nhà chơi. Ở đây nấu đồ cho ăn luôn. Dạ cảm ơn cô Năm. Tôi cũng định vậy á. Sắp xếp xong công việc cái tôi cũng muốn ghé nhà của cô Năm thăm hỏi chút. Anh vừa nói gì? Anh sẽ ghé vô nhà em thăm hỏi tí hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt mơ. Được rồi, chỉ cần nói câu đó là em vui rồi. Dạ. Ê, để vô trong đó nấu đồ ăn nha. Dạ. Để cái bưng đồ ra cho cháu nó ăn. Cảm ơn cô Năm. Mù Tiểu Thơ thích không? Hay là để em hái về đem vô phòng cho Tiểu Thơ nha. Lan Hoàng à, em đừng có làm như vậy. Ta thích những bông hoa rung rinh trước gió, như vậy chúng sẽ đẹp hơn. Tiểu Thơ, Tiểu Thơ, Tiểu Thơ nhìn gì vậy? Ta nghe đâu đó có tiếng sáo, nghe rây rất trầm buồn. Không biết là ai thổi mà hay quá. Em cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên em nghe được đó. Sáo vọng ra từ bờ sông. Có lẽ người thổi sáo chỉ mới đến đây thôi. Đi, đi với ta, ta muốn gặp người ấy. Không được, không được đâu Tiểu Thư. Tiểu Thư là con nhà quyền quý, khuê môn bất xuất, không thể tự tiện đi ra ngoài được. Vậy ta phải làm sao? Hay là để em chờ hỏi rồi nói Tiểu Thơ biết. Trời á cũng sắp sập tối rồi, bây giờ Tiểu Thư vô phòng đi. Kẻo ông về ông không thấy á, ông lại lo lắng nữa. Nha. Đi Tiểu Thơ. Cơm nước chưa mà ngồi đó thổi hoài mày? Dạ con ăn rồi chú. Ăn rồi thì lên bờ cho nó khuây khỏa. Mắc cái gì mà mày ngồi đó mày cứ thổi hoài? Mày thổi riết rồi rắn nó bu lên ghe mình làm ổ là chết nha con. Chú đi đâu chú đi đi, con ở đây coi ghe được rồi. Cái ghe của mình nó tồi tàn như vậy đó, có gì đâu quý mà mày cứ ngồi đó mày coi. Mày đừng có kiếm cớ nghe. Mày không lên tao ghé nhà con Năm tao nhậu rồi, tối nay tao không về rồi tao cho một mình mày nằm ở dưới ghe luôn nghe mày. Cái thằng ba không biết hơi ở đâu mà mình nhiều dữ vậy, mày thổi từ ngày này qua ngày kia mà mày không mệt hả? Tao cho mày nằm đó luôn.
Chàng thổi sáo tài hoa này từ đâu đến? Mà sao ta nghe rất đổi thân quen? Phải chăng là chúng ta đã quen từ muôn kiếp trước? Kể từ khi nghe được tiếng sáo của chàng Trương Chi, Mỹ Nương bỗng thấy lưu luyến, dương dấn đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Rồi một ngày tiếng sáo ngưng đi, khiến nàng sinh trọng bệnh, nằm liệt giường không gượng dậy nổi. Tiểu thơ tỉnh lại đi tiểu thơ. Tiểu thơ ơi. Dạ thưa ông. Tiểu thơ vẫn chưa tỉnh nữa hay sao? Dạ thưa chưa. Có mấy lương y đến bắt mạch cho thuốc uống, nhưng mà tiểu thơ vẫn không tỉnh lại, không ăn uống gì cả. Còn lo quá ông ơi. Ta biết, nên ta đã cho mời một lương y mới về bắt mạch cho tiểu thư. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Dạ. Dạ thưa đại nhân, có lương y tới. Mời lương y tới đây, ta thật là ái ngại, nhưng vì bệnh tình của con gái ta, xin lương y miễn chấp. Cứu người là quan trọng, mong thừa tướng đừng có câu nệ. Cho phép tôi được bắt mạch tiểu thơ để xem bệnh tình như thế nào. Xin mời. Không biết con gái ta bị bệnh gì. Sao ta thấy ngài có vẻ đăm chiêu? Tiểu thơ không hề mắc bệnh gì cả. Không mắc bệnh gì? Nhưng tại sao lại mê man, không ăn cơm uống suốt mấy ngày nay rồi? Tôi đang lo lắng chuyện này. Tuy tiểu thơ không mắc bệnh nan y, nhưng mạch đập thất thường, lại không ăn uống, nên cơ thể rất yếu. Tôi e rằng khó giữ được mạng sống. Trời ơi, tại sao con gái tôi lại bất hạnh như vậy chứ? Lương y, ngài có cách gì để cứu con tôi không? Theo tôi đoán thì tiểu thơ đang mang một tâm sự gì đó không giải bày được. Xin hỏi, gần đây tiểu thơ có gặp biến cố hay tâm tính có gì thay đổi không vậy? Lương y cũng biết rồi đó, hoàn cảnh gia đình tôi, mẹ của Mỹ Nương mất từ sớm, cho nên suốt ngày con bé cứ quanh quẩn ở trong phủ, không gần gũi với ai hết. A Hoàng. Dạ. Hàng ngày ngươi ở bên cạnh tiểu thư, ngươi có biết gần đây tiểu thư gặp chuyện gì không hay không? Dạ. Dạ. Mạng sống của tiểu thư rất nguy kịch. Cô biết gì thì hãy nói mau, để ta và thủ tướng còn biết điều mà xoay sở. Dạ. Nói đi. Dạ. Dạ có. Dạo gần đây tiểu thư cứ gặp một người. Dạ không, không phải. Mà là
không thể nào ngờ được. Một cái chuyện tài trời như vậy, một cái chuyện động trời như vậy lại có thể xảy ra chứ. Bây giờ ta biết phải làm sao đây? Ta phải làm sao bây giờ đây? Mong thừa tướng hãy bình tâm. Việc cấp thiết bây giờ lại phải tìm cách cứu cho được tiểu thơ. Thì ta cũng biết là như vậy, cho nên ta đã cho người mời tên Trương Chi nó về đây. Nhưng mà thật không ngờ, cái tên Trương Chi đó không chỉ là một kẻ nghèo hèn khốn khó, đằng này hắn lại là có một cái dung mạo xấu xí dị thường, đến nỗi ta nhìn thấy hắn còn phải sợ hãi nữa kìa. Vậy mà không ngờ tại sao con gái ta lại mê muội, say mê tiếng sáo của hắn đến nỗi phải mang bệnh tương tư chứ. Tiểu thơ đang tuổi trăng tròn nên hay mộng mơ, dễ bị lôi cuốn bởi những điều mới lạ. Riêng tên Trương Chi, nếu như đại nhân thấy bất tiện khi phải tiếp xúc với hắn thì có thể cho hắn ở một phòng riêng, để hắn vừa thổi sáo cho tiểu thơ nghe, vừa sắc thuốc cho tiểu thơ uống. Như vậy mới có thể cứu được tiểu thơ. Không được. Bây giờ chúng ta còn cách nào khác hay không? Chứ nếu như lỡ như con gái ta nó mê muội đòi lấy tên Trương Chi đó làm chồng thì sao? Không được, không được đâu. Tìm cách khác đi. Tất cả là do ý trời. Bây giờ ngoài Trương Chi ra không ai có thể cứu được tiểu thơ. Thôi được, đối với ta bây giờ mạng sống của con ta là trên hết. Được rồi, ta sẽ làm theo tất cả những gì Lương Y yêu cầu. Cô nương, cho tôi hỏi bệnh tình tiểu thư có thuyên giảm không ạ? Tiểu thơ chưa thuyên giảm, nhưng đại nhân lo chàng sẽ kiệt sức vì hai ngày nay chàng không ăn uống gì cả. Tôi không sao đâu. Cô nương nói với đại nhân đừng có quá lo. Chàng dừng tay nghỉ ngơi một lát, cơm canh còn nóng, mời chàng dùng. Cảm ơn cô nương, nhưng tôi không thể ăn khi biết bệnh tình của tiểu thư chưa thuyên giảm. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ. Lan Hoàng ơi, tiểu thơ. Nghe tiếng sáo ở đâu đây? Tiếng sáo gần lắm. Tiếng sáo ở đâu vậy? Tiểu thơ tỉnh rồi. Tiểu thơ trong người thế nào rồi? Đợi ta dậy. Tiểu thơ thấy trong người ra sao rồi? Ta thấy trong người bình thường lắm. Ta nghe được tiếng sáo gần lắm. Ta muốn đi gặp người ấy. Không không, khoan đã. Tiểu thơ nằm đây đi, để em ra báo với lão gia nha. Ông ơi, tiểu thư tỉnh rồi ông ơi. Con đã thấy khỏe hẳn chưa? Dạ con khỏe rồi, cha xem nè. Con không thấy mệt mỏi gì nữa hết. À, nhưng mà cha thấy lạ. Không lẽ cái tiếng sáo đó nó có ma lực thật hay sao? Mới đó con còn nằm mê man, tưởng chừng như sắp lìa khỏi cõi đời này. Vậy mà
Cha, con muốn gặp người thổi sáo. Cha cho người đi tìm về cho con chưa cha? Cha. À, cha đã cho Lan Hoàng đi gọi Chương Chi về đây rồi. Dạ. Con không ngờ chàng là ân nhân cứu mạng của con. Con rất nôn nóng được nhìn thấy mặt chàng. Con à, nếu lỡ... Cha. Nếu lỡ... Con xin cha mà. Cha thương con, cha đừng ngăn cản con. Con xin cha. Thôi được rồi, Lan Hoàng đang dẫn Trương Chi tới đó. Con cũng nên chuẩn bị tiếp đón đi. Dạ. Cha đi nghỉ đây. Tiểu thư ơi. Tiểu thư, chàng chưa? Mời chàng ngồi. Tôi xin phép được chào tiểu thư. Cho phép xin hỏi, có phải chàng là người thổi những khúc nhạc du dương trầm bổng ở bên bờ sông không? Dạ đúng ạ. Tiếng sáo thanh tao được tấu lên, thiếp cảm thấy chất chứa những u uất, dây dứt, ai oán. Chắc chàng có nhiều tâm sự gửi vào đó. Tôi không ngờ, chỉ nghe tiếng sáo thôi mà tiểu thơ có thể hiểu được tường tận con người của tôi đến như vậy. Chàng có thể nói rõ hơn không? Tôi mồ côi cha mẹ, sống với người chú nuôi. Mưu sinh thì bằng nghề chài lưới. Thân phận nghèo hèn, nhiều bất hạnh, nên tôi chỉ có cây sáo làm bầu bạn. Bao nhiêu vui buồn tôi đều gửi gắm vào trong đó. Không ngờ tiểu thơ đã nghe và hiểu được tâm tư của người nghèo hèn này. Ngay lần đầu tiên khi thiếp nghe được tiếng sáo của chàng, thiếp cảm thấy có một điều gì đó rất giống tâm trạng của mình. Thiếp tuy sống trong giàu sang nhung lụa, nhưng mà cũng giống như một con chim bị nhốt trong lầu son. Tuy sống với kẻ hầu người hạ, nhưng tâm trạng của thiếp lúc nào cũng cô đơn, không có ai bầu bạn cả. Tuy hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng tâm hồn của chúng ta đồng điệu, vì cùng chung một nỗi buồn của nhân thế. Vậy bây giờ chúng ta đã có duyên gặp gỡ với nhau, chàng đừng ngần ngại cô sang hèn. Thiếp đã tìm được người tri âm tri kỷ. Thiếp nguyện sẽ ở mãi bên cạnh chàng. Chàng có thể cho thiếp nhìn qua dung mạo của chàng được không? Dạ, thưa tiểu thơ, tôi phận nghèo đã đành, dung mạo thì xấu xí, vô duyên, không xứng đáng bầu bạn với tiểu thơ đâu. Không, không, xin chàng đừng ngần ngại. Cho dù chàng có ra sao, thiếp sẽ vẫn ở mãi bên cạnh chàng. Thiếp xin chàng. Lần nào mày cũng biểu để đó rồi mày có chịu ăn đâu. Giờ mày không ăn mày ngồi lên đi, tao có chuyện hỏi mày nè. Ngồi dậy. Lẹ. Chuyện gì hả chú? Tao hỏi mày hả? Mày đang bị cái gì vậy? Từ cái bữa mày ở cái phủ thừa tướng về,
mặt mày mày cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, hồn siêu phách lạc, rồi nằm bệnh một đống ở đó. Hả? Mày bị cái gì vậy? Con cái gì? Nói. Con đã nói là con không có bị cái gì hết mà. Mày đừng có giấu tao nữa. Tao đi guốc ở trong bụng của mày à. Có phải mày là đang tương tư cái cô tiểu thư đó đến độ mà đổ bệnh nằm chèo queo một đống không? Chú gì? Ủa tao nói không phải hả? Con thì mồ côi, mang thân phận rách nát, lại còn xấu xí, khiến ai thấy cũng sợ hãi bỏ chạy hết. Con rất buồn. Con buồn á, tại sao á con người mau thay đổi như vậy? Mày á, si tình quá rồi. Anh thử nghĩ quẩn chứ gì. Tiểu thư á, là cành vàng lá ngọc, còn mày là thân phận dân đen. Hai người làm sao có thể đi chung một con đường được? Mày á là đũa móc mà bày đặt trèo cao, rồi ngó lên mâm son, chi vậy cho nó khổ hả con? Trương Chi, nghe lời chú đi. Thật ra tiểu thư á không có tình ý gì với mày hết á. Chẳng qua là nàng si mê cái tiếng sáo của mày mà thôi. Chứ thật ra đâu có phải là yêu thương tình cảm gì đối với mày đâu, mà mày đừng có hiểu lầm. Nàng đã rất thất vọng khi thấy bộ dạng của con không như nàng tưởng tượng bấy lâu nay, cho nên đã xua đuổi con một cách rất là tàn nhẫn. Mày nói được câu đó là tao thấy mày bắt đầu tỉnh táo rồi đó nghe. Mình thuộc thân phận nghèo hèn, nhưng mà mình sống trong sạch thì đâu có gì phải áy náy với lương tâm của mình hả? Còn cái cô nàng tiểu thư kiêu kỳ kia hả, chỉ nhìn bộ dạng bên ngoài người ta mà đánh giá cả con người như vậy thì đâu có đáng để cho con quan tâm. Mày làm gì nữa đó? Cái thằng này, mày về ăn cháo nè. Lan Hoàng à? Dạ. Em nghe đồn đại gì về chàng trai khỏi sáo rồi? Em nghe mọi người nói lại, sau khi từ phủ trở về, chàng Trương bị bệnh nặng lắm. Thật ra ta không muốn xua đuổi chàng ấy đâu. Ta không nhẫn tâm làm cho chàng ấy bị tổn thương. Nhưng ta sợ hãi khuôn mặt của chàng ấy lắm. Nhưng mà trước kia tiểu thơ đã từng say mê tiếng sáo, và cũng chính tiếng sáo đó đã giúp tiểu thư thoát khỏi căn bệnh trầm kha kia mà. Ta biết chứ. Nhưng tuy ta rất cảm phục về tài thổi sáo của chàng trai tài hoa đó, nhưng ta là thân lá ngọc cành vàng thì làm sao mà ta có thể sánh duyên với một người nghèo hèn với dung mạo xấu xí như vậy được chứ. Ta Lan Hoàng. Dạ. Đừng nhắc tên chàng trai ấy trước mặt ta nữa. Ta không muốn nghe và không muốn có mối liên hệ gì với chàng ấy nữa. Dạ, thưa tiểu thơ. Cái sáo của ta
Chỉ có My mới hiểu được nỗi lòng cô quạnh của ta. Mỹ Nương ơi, nàng đã rung động, đã cảm thông cho tâm hồn của ta, thì tại sao lại không xót thương cho số phận của ta chứ? Ông trời ơi, ông cho con tiếng sáo để mê hoặc lòng người, nhưng lại cướp đi một tình yêu, niềm hy vọng duy nhất của con. Giữ cái sáo này làm gì nữa chứ hả? Trương Chi ơi, cô Năm có nấu cháo gửi cho mày nè, để ăn đi. Đâu rồi Trương Chi? Trương Chi, Trương Chi, Trương Chi, Trương Lệnh đó, trời ơi, Trương Chi, Trương Chi, sau khi mất đi, chú của Trương Chi dẫn đất xác già để chôn, đến khi bốc hơi. Mọi người thấy trong đó một cái phòng to trong suốt như pha lê, sau đó có người mua về rồi sai thợ làm thành một cái chén uống trà đem tặng cho thừa tướng. Mời tiểu thư dùng trà. Tiểu thơ, tiểu thơ. Lan Hoàn. Ừ. Tiểu thơ không được khỏe hay sao mà em thấy tiểu thơ không được vui vậy? Chào lão già. Con chào cha. Ừ. Hôm nay đừng cái gì vậy cha? À, có người dâng tặng cho cha một cái chén trà bằng ngọc thật là tuyệt. Lan Hoàng, mở ra cho tiểu thư xem đi. Dạ. Đẹp quá cha ơi. Con chưa từng thấy chiếc chén nào đẹp giống như vậy. Để em rót trà cho tiểu thư nha. Lan Hoàng. Dạ. Phải mời cha ta dùng trước chứ. Tại sao lại có hình ảnh người thổi sáo trong chiếc chén này chứ? Chắc là chàng Trương tài hoa nhưng bạc mệnh, vì tuổi hờn hồn không siêu thác được nên trái tim đã hóa thành chén ngọc. Lỗi tại ta, ta đã hời hợt vô tâm nên đã vô tình hại chết chàng. Ta đã nhẫn tâm xóa sạn xua đuổi chàng vì quá say mê tiếng sáo. Ta đã theo dệt và tôn thờ một hình ảnh đẹp về chàng, nên khi đối diện sự thật, ta đã không chấp nhận được hình hài thật của người. Ta hối hận lắm. Trương Chi, Trương Chi ơi,
ở nơi chính xuống các chàng sẽ oán hận thiếp. Thiếp có thể đồng cảm với những nỗi bất hạnh cô đơn của chàng qua tiếng sáo, nhưng thiếp lại không chấp nhận được hình hài của chàng. Thiếp hối hận lắm. Chương Chi,